Có anh chồng nọ đang tận hưởng buổi chiều được nghỉ làm ở nhà. Vợ anh đang loay hoay nấu cơm chiều thì phát hiện ra nhà đã hết trứng. Cô bèn gọi chồng. Mình ơi, mình ra chợ mua cho em vài quả trứng nhé. Được chứ, em yêu. Người chồng vui vẻ trả lời. Trước đây, người chồng chưa bao giờ đi chợ. Bởi vậy mà cô vợ chỉ anh rất kỹ đường đi đến tiệm bán trứng và đưa cho anh ta ít tiền cùng một cái rổ. Khi người chồng vừa ra đến chợ, một thanh niên tiến tới và hét to vào mặt anh. Ê, đồ mặt heo! Cái gì? Anh chồng giật mình đáp. Chú gọi ai là đồ mặt heo hử? Nhưng anh càng trả lời thì người thanh niên kia càng hung hăng hơn. Ê, đồ miệng thúi! Bộ sáng nay ông cạo râu bằng phân chó hả? Đám ruồi sẽ bu kín cái bản mặt thúi của ông cho mà coi. Quả là tệ khi người chồng bị mắng chửi ngay giữa chợ, dù anh ta chẳng làm gì sai trái. Bối rối và ê chề, anh ta quay lưng đi khỏi chợ thật nhanh. Sao mình về sớm vậy? Người vợ hỏi khi thấy chồng về. Mình có mua trứng chưa? Chưa. Người chồng nổi giận đùng đùng. Mình đừng có bao giờ kêu tôi ra cái chợ đáng ghét, thúi tha, vô văn hóa đó nữa. Bí quyết để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân chính là vào những lúc như thế này. Bạn phải biết cách xoa dịu người bạn đời đang giận dữ đến bốc khói khi gặp phải một chuyện bực bội. Thế nên, người vợ ra sức an ủi, xoa dịu người chồng cho đến khi anh ta nguôi ngoai bớt. Bây giờ, cô bèn bảo chồng mô tả hình dáng của gã thanh niên đó cho mình nghe. Người chồng vừa nhăn mặt vừa tỏ vẻ khinh bỉ khi tả cho vợ nghe về con người đó. À, em biết rồi. Người vợ vừa nói vừa cố giấu nụ cười khúc khích. Gã đó gặp ai cũng thế mình ạ. Mình biết không, hồi nhỏ có lần gã bị té và bị chấn thương não vĩnh viễn. Từ đó gã không còn bình thường nữa. Tội nghiệp, gã không đi học được, cũng không có bạn bè, không có việc làm hay tương lai gì cả. Con người bất hạnh đó đã bị điên. Gặp ai gã cũng quát tháo, bắt nạt. Anh đừng để bụng làm gì. Nghe xong, cơn phẫn nộ của người chồng bỗng tan biến. Thêm vào đó, anh cảm thấy thương hại cho gã thanh niên nọ. Người vợ nhận ra điều đó, bèn bảo. Mình, hay mình lại ra chợ mua trứng cho em nhé? Được chứ mình. Anh chồng nói và quay trở lại chợ. Gã thanh niên nọ trông thấy anh lại tiến đến và la lớn. Ê, coi ai tới kìa, gã mặt heo trở lại với cái miệng thúi của hắn kìa. Mọi người ơi, bịt mũi lại đi, một đống phân chó vừa tới chợ kìa. Nhưng lần này, anh chồng không hề bực mình. Anh đi thẳng đến quầy bán trứng. Gã thanh niên nọ cứ lẻo đẻo đi theo anh, vừa đi vừa chửi rủa. Đừng để ý tới nó, bà bán trứng bảo. Gặp ai nó cũng làm vậy, nó bị khùng mà. Hồi nhỏ nó bị tai nạn nên mới bị như vậy. Tôi biết mà, tội nghiệp anh ta. Người chồng vừa nói vừa trả tiền. Gã thanh niên nọ cứ lẻo đẻo theo anh cho đến tận rìa chợ, vừa đi vừa chửi rủa om sòm. Nhưng lần này người chồng không hề phiền lòng, vì anh hiểu rõ hắn ta bị khùng. Lần tới, nếu có ai đó kêu tên bạn mà chửi rủa, hay người bạn đời có nổi nóng với bạn, thì bạn hãy hiểu rằng có thể ngày hôm đó họ vừa gặp phải chuyện gì đó và tâm trạng của họ bấy giờ đang bị chấn thương tạm thời. Và theo thuyết nhà Phật, những cơn giận như thế chỉ là cơn sân tạm thời. Hiểu được như vậy, bạn sẽ có thể đáp lại bằng sự bình thản, thậm chí là lòng thương hại khi thốt lên tội nghiệp họ. Cái ly nứt. Cuộc sống của chúng ta thường ít nhiều bị thay đổi khi có một người thân qua đời. Ngay cả cái chết của những người chúng ta không quen biết và hàng ngàn người thiệt mạng do thiên tai cũng sẽ làm thay đổi cách suy nghĩ của chúng ta. Cái chết là một trong những sự kiện tất yếu của đời người, và chính nó sẽ dạy chúng ta biết nâng niu cuộc sống hiện tại của mình. Nhiều năm trước, thầy Ajahn Chah của tôi ở Thái Lan đã giơ cao cái ly sành của ông và nói: Các con hãy nhìn đây, cái ly này có một vết nứt. Tôi ghé mắt nhìn sát cái ly nhưng không hề thấy có vết nứt nào. Hiện giờ thì chúng ta không nhìn thấy nó. Thầy nói tiếp, nhưng nó vẫn tồn tại. Một ngày nào đó, sẽ có ai đó đánh rơi nó và vết nứt ấy sẽ hiện ra, làm vỡ cái ly của thầy. Đó là số phận của nó. Nhưng nếu cái ly của thầy làm bằng nhựa, thầy giải thích tiếp, thì số phận của nó sẽ khác đi và sẽ không có cái vết nứt vô hình đó. Các con có thể làm rớt nó, gõ nó, thậm chí là đá nó mà nó vẫn không bể. Vì nó không thể bể được nên các con sẽ không còn chú ý đến nó nữa. Nhưng chính vì cái cốc của thầy vốn dĩ dễ vỡ nên các con phải quan tâm đến nó. Tương tự như thế, thầy Ajahn Chah nhấn mạnh, cơ thể của chúng ta đều có sẵn một vết nứt trong đó. Ngày hôm nay chúng ta không nhìn thấy nó, nhưng nó đã tồn tại sẵn trong chúng ta. Đó chính là cái chết trong tương lai của chúng ta. Một ngày nào đó, tai nạn, thiên tai hay tuổi già sẽ đến. Khi đó, vết nứt ấy sẽ xuất hiện và chúng ta sẽ chết. Đó là số phận của tất cả chúng ta. Nếu chúng ta trường sinh mãi mãi, Ajahn Chah kết luận, nếu cuộc đời của chúng ta không bao giờ bị vỡ như cái ly nhựa kia, thì còn gì đáng chú ý đến nó nữa. Chính vì cuộc đời của chúng ta rất mong manh nên nó quý giá, và chính vì tất cả chúng ta đều phải chết nên chúng ta phải quan tâm đến cuộc đời của mình. Cũng như vậy, nếu bạn hiểu rằng mọi mối quan hệ tồn tại trong cuộc sống đều mong manh như cái ly sành kia, bạn càng phải quan tâm đến chúng nhiều hơn. Và chúng ta hạnh phúc khi cuộc đời luôn tồn tại vết nứt vô hình ấy, vì chính nó dạy cho chúng ta biết trân trọng niềm vui trong cuộc sống. Và một khi đã hiểu rằng một ngày nào đó mình sẽ chết đi, chúng ta càng trân quý hơn từng giây phút của cuộc sống. Hai quyển album. Nhiều người trong chúng ta thích dùng những cuốn album hình để lưu giữ những hình ảnh chụp lại thời khắc tươi đẹp, hạnh phúc nhất của đời mình. Đó có thể là một kỳ nghỉ hè trên biển tuyệt đẹp, ảnh tốt nghiệp đầy tự hào bên cha mẹ, hoặc những phút giây lãng mạn trong tiệc cưới. Ngược lại, chúng ta chẳng bao giờ lưu vào album những khoảnh khắc đau khổ trong cuộc sống. Chẳng hạn như khi bị phạt ngồi trong phòng hiệu trưởng, lúc thức đêm học bài thi. Những người mà tôi quen biết, chưa có ai ghi lại hình ảnh khi họ ra tòa ly dị, khi họ phải nhập viện vì bệnh nặng, hay lúc kẹt xe vào sáng thứ hai. Những hình ảnh đau khổ đó không bao giờ có mặt trong quyển album của chúng ta. Thế nhưng, có một loại album rất đặc biệt mà chúng ta ai ai cũng lưu giữ trong tâm trí. Nó có tên ký ức. Nơi đó, chúng ta lưu lại rất nhiều hình ảnh tiêu cực. Đó có thể là một tích tắc về một khoảnh khắc gây gổ, là một chớp nhoáng hình ảnh của chính ta khi rơi vào thất vọng ê chề, thậm chí là những trường cảnh quay lại, những lần chúng ta bị đối xử tồi tệ. Hiếm khi, quá hiếm khi, chúng ta lưu lại trong ký ức của mình những khoảnh khắc hạnh phúc. Thật là vô lý hết sức. Chúng ta cần phải thanh lọc quyển album tâm trí. Hãy xóa bỏ những khoảnh khắc tiêu cực, hãy dứt chúng đi, và thay vào đó bằng những hình ảnh tươi đẹp mà chúng ta vẫn lưu giữ trong quyển album ngoài đời của mình. Để mỗi khi có thời gian rỗi, chúng ta sẽ mỉm cười khi nhớ lại những hình ảnh ấy trong tâm trí của mình. Là tốt hay là xấu, chuyện đó không ai biết chắc được. Chuyện kể rằng ngày xưa có một vị vua nọ đang đi săn thì bị đứt tay. Ngài bèn cho gọi viên ngự y vốn thường đi cùng trong những chuyến đi săn. Ngự y khám và băng bó vết thương cho nhà vua. Xong xuôi, nhà vua hỏi, vết thương sẽ lành chứ? Chuyện đó là tốt hay là xấu, không ai biết chắc được, thưa bệ hạ. Và họ tiếp tục cuộc săn bắn. Khi quay về kinh thành thì vết thương của nhà vua bị nhiễm trùng. Vì thế, Ngài lại cho gọi ngự y tới. Ngự y rửa sạch vết thương, cẩn trọng bôi lên đó một ít thuốc mỡ và băng bó lại. Khanh có chắc là vết thương sẽ ổn chứ? Nhà vua e ngại hỏi: Là tốt hay là xấu? Chuyện đó không ai biết chắc được, thưa bệ hạ. Viên ngự y cũng đáp y hệt như lần trước, khiến nhà vua lo lắng. Nỗi lo của nhà vua đã hóa thành sự thật khi ít ngày sau đó, ngón tay của ngài bị nhiễm trùng nặng đến nỗi viên ngự y phải cắt bỏ nó đi. Quá nổi giận vì sự bất tài của ngự y, đích thân nhà vua đã tống giam ông ta vào ngục tối. Này tên ngự y kia, giờ đây ở trong ngục tối, ngươi cảm thấy thế nào? Ở trong ngục là tốt hay là xấu? Chuyện đó không ai biết chắc được, thưa bệ hạ. Viên ngự y bình thản đáp. Đúng là một kẻ vừa điên loạn vừa bất tài. Nhà vua thốt lên rồi bỏ đi. Vài tuần sau, khi vết thương đã lành, thì nhà vua lại tiếp tục đi săn. Mãi đuổi theo một con thú, ngài bỏ xa đoàn tùy tùng và bị lạc trong rừng sâu. Giữa lúc lang thang trong rừng, ngài bị một nhóm người bản địa bắt giữ. Hôm đó là ngày tế thần rừng, và họ đã tìm thấy vật tế của mình. Nhà vua bị nhóm người bản địa treo lên một cành cây to, trong khi gã thầy tu của họ bắt đầu ca hát, nhảy múa. Còn cả đám thì mài dao tế thần. Gã thầy tu cầm lấy con dao sáng loáng và chuẩn bị cắt cổ nhà vua, thì chợt thét lớn: Dừng lại! Người này chỉ có 9 ngón tay, nên không phải là vật tế thần hoàn hảo. Thả ông ta ra! Vài hôm sau, nhà vua tìm được đường về kinh thành và đi thẳng đến ngục tối để cảm ơn viên ngự y nọ. Ta cứ nghĩ Khanh là kẻ ngốc khi luôn miệng bảo rằng là tốt hay là xấu, chuyện đó không ai biết chắc được. Giờ thì ta đã nhận ra rằng Khanh nói đúng. Việc ta mất một ngón tay có thể là điều tốt, vì nó giúp ta giữ được tính mạng. Ta thật tệ khi giam Khanh trong ngục tối. Tha lỗi cho ta. Thưa bệ hạ, sao ngài lại nói thế ạ? Nếu bệ hạ không giam thần vào ngục tối, thì hẳn thần đã tham gia chuyến đi săn ấy, và có lẽ đã bị bắt chung với bệ hạ rồi. Mà thần thì có đủ 10 ngón tay. Thế đây, là tốt hay là xấu, chuyện đó không ai biết chắc được. Mà đã không biết chắc thì làm sao có thể nói bừa được. Vấn đề là dẫu mọi việc không theo đúng kế hoạch mong muốn, dẫu cho kết quả trước mắt có bất nên hay không nên. Một lần nọ, khi tôi chấm dứt bài giảng ở Oslo, Na Uy, thì có một phụ nữ trẻ mà tôi chưa gặp bao giờ đã hỏi tôi một câu, đại ý rằng chúng ta làm thế nào mà quyết định được những việc quan trọng trong đời mình. Để mọi người có thể dễ hình dung, tôi quyết định trả lời thông qua một tình huống cụ thể. Chúng ta hãy giả sử một người đang quyết định xem mình có nên lấy người bạn trai của mình hay không. Cô gái tội nghiệp đỏ mặt vì ngượng ngùng, hai tay ôm đầu và bối rối quay sang người bạn trai đang ngồi bên cạnh. Các khán giả trong phòng được bột phen cười ồ lên. Sau khi ngỏ lời xin lỗi, tôi đã chỉ cho mọi người biết một phương pháp cổ xưa giúp ta quyết định sự việc trong cuộc sống với một ý nghĩa hoàn toàn mới. Đó là tung đồng xu, sắp lấy, ngửa không lấy. Tuy nhiên, đừng vội vàng ra quyết định theo đúng kết quả đó, mà bạn hãy lắng nghe tiếng nói bên trong mình. Giả sử bạn là cô gái trong câu chuyện trên, nếu kết quả là sắp, tức là bạn lấy anh ta, thì liệu bạn có reo lên và mỉm cười vui sướng không? Hay bạn chỉ lẩm bẩm: chắc mình phải thử lại 2-3 lần coi sao, kèm theo cái cau mày thất vọng. Mới gần đây, tôi được nghe về một ý nghĩa khác của phương pháp cổ điển này. Đó là chúng ta phải lắng nghe phản ứng cảm xúc của mình trước kết quả tung đồng xu. Từ tình huống cụ thể này, tôi muốn khuyên các bạn rằng trong cuộc sống, các bạn nên chú ý vào những phản ứng cảm xúc của chính bạn, bởi vì chúng sẽ nói cho bạn biết rõ nhất điều bạn thật sự muốn làm. Và cho dẫu có là gì đi nữa, thì hãy cứ làm theo đúng như thế. Hãy hỏi chú chó của bạn. Chúng ta ai cũng yêu quý con vật mình nuôi. Chính vì thế mà một trong những quyết định khó khăn nhất mà người chủ vật nuôi sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Đó là liệu bạn có cho phép bác sĩ thú y kết thúc số phận của con vật đang bị ốm nặng hay không? Theo một góc nhìn nào đó, việc cho phép một người xa lạ giết chết con vật mà bạn yêu thương là một việc nghe có vẻ nhẫn tâm, và đối với các Phật tử thì điều này càng không thể chấp nhận được, vì nó vi phạm đến chuẩn mực đạo đức cốt lõi. Tuy vậy, nếu ta nhất định không cho con vật thoát khỏi sự đau đớn mà nó đang phải chịu đựng thì lại càng tàn nhẫn hơn. Vậy nên chúng ta phải làm sao trước tình huống tiến thoái lưỡng nan này? Câu trả lời rất dễ. Hãy hỏi con vật nuôi của bạn. Judy mang con chó bị ung thư của mình trở lại gặp bác sĩ thú y, và người ta bảo với cô rằng họ chẳng thể làm gì hơn cho con chó của cô, ngoại trừ tiêm cho nó một mũi thuốc nhân đạo cuối cùng để nó ra đi nhẹ nhàng, thoát khỏi sự đau đớn. Thế là Judy đề nghị được ở lại một mình với con chó trong giây lát. Cô ẵm nó trong tay, nhìn sâu vào đôi mắt của nó và hỏi: "Cưng có muốn chết bây giờ không? Cưng có còn muốn chịu đựng căn bệnh ung thư thêm nữa không?" Khi bạn đã từng gắn bó đầy yêu thương với con vật mình nuôi trong suốt một thời gian, bạn sẽ hiểu rõ nó muốn gì. Judy cảm thấy rõ con chó nhỏ của mình chưa muốn ra đi. Thế là cô trả lời với bác sĩ thú y: "Không." Người bác sĩ thú y nổi giận. Những Phật tử như cô thật là tàn nhẫn và ngu ngốc. Nhưng ông ta không làm được gì cả, và Judy mang con chó của cô về. Vài tháng sau, Judy mang con chó đó trở lại gặp bác sĩ thú y. Nó đã tự mình vượt qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo đó, cũng như rất nhiều người chúng ta bỗng khỏe mạnh trở lại khi bị ung thư. Người bác sĩ thú y vô cùng ngạc nhiên, và sau khi kiểm tra tổng quát con chó cẩn thận, ông nói: "Những Phật tử như cô thật giàu tình thương và khôn ngoan. Chúng ta không có trách nhiệm quyết định cuộc đời hay sinh mệnh của người khác, thậm chí là cuộc đời của con vật. Nhiệm vụ của chúng ta là hãy hỏi chính con vật đó, và bất kỳ ai yêu thương con vật mình nuôi cũng sẽ hiểu ra câu trả lời của chúng. Hãy nhớ rằng quyền quyết định nằm ở chính con vật đó, chứ không phải ở chúng ta, và chúng hiểu chúng muốn gì. Chăm sóc, chứ không chỉ là chữa trị." Tôi tu và sống ở Bết từ năm 1983. Suốt gần ấy năm, những gia đình Phật tử trong vùng tôn trọng và tin tưởng nơi tôi đến nỗi tôi được các nam nữ thanh niên trẻ tuổi xem như người ông thiêng liêng. Họ thường đến chùa để chia sẻ với tôi những bí mật mà họ không bao giờ nói cho cha mẹ biết. Trong số họ, có một bác sĩ trẻ từng buồn rầu đến gặp tôi. Anh ta vừa bắt đầu thực tập chuyên môn tại một trong các bệnh viện lớn của Perth. Một ngày trước đó, anh mất đi bệnh nhân đầu tiên của mình. Đó là một ca nguy kịch. Đó là một nữ bệnh nhân trẻ, và anh phải báo cho người chồng trẻ biết rằng vợ của anh ta đã qua đời, rằng hai đứa trẻ đã mất mẹ. Người bác sĩ trẻ cảm thấy mình vô cùng có lỗi vì đã không giúp được gia đình đó. Dĩ nhiên là anh bác sĩ không có lỗi gì, và anh đã làm hết sức có thể để giúp bệnh nhân về mặt y khoa. Lý do khiến anh cảm thấy mình thất bại nằm ở chỗ khác, và đó là điều mà tôi đã tìm cách chia sẻ với anh ta. Nếu anh nghĩ trách nhiệm của một người thầy thuốc là bằng mọi giá chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân, thì anh sẽ luôn phải chịu đựng cảm giác thất bại. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh sẽ chứng kiến nhiều bệnh nhân của mình qua đời. Nhưng nếu anh chấp nhận rằng trách nhiệm chính của mình là chăm sóc bệnh nhân, anh sẽ không bao giờ phải cảm thấy mình thất bại. Ngay cả khi không thể cứu họ, anh cũng đã chăm sóc cho họ. Vì bác sĩ trẻ đó là một người thông minh, anh đã hiểu ngay lập tức điều tôi muốn nói, và chẳng mấy chốc trở thành một bác sĩ giỏi hơn. Mục tiêu chính của anh bây giờ là chăm sóc cho bệnh nhân, và nếu bệnh nhân khỏi bệnh thì đó là một phần thưởng tuyệt vời. Còn bằng nếu chẳng may họ không qua khỏi thì ít nhiều họ cũng ra đi trong vòng tay chăm sóc ấm áp của anh. Trong xã hội ngày nay, nhiều bác sĩ đã tìm mọi cách cứu sống bệnh nhân trong tuyệt vọng, trong khi cái chết là hiển nhiên. Chưa kể việc nỗ lực quá sức ấy có thể khiến bệnh nhân sợ hãi, đau đớn. Đó là vì chúng ta vẫn coi trọng việc cứu người hơn là chăm sóc người. Nếu chúng ta chú trọng vào việc chăm sóc với mức độ tương đương với việc chữa trị, đồng thời tiến hành song song hai việc này, thì có lẽ không chỉ khiến cho những giây phút cuối cùng của bệnh nhân trở nên bình an và dễ chịu hơn, mà còn có thể chữa lành cho nhiều bệnh nhân hơn nữa. Ly sữa và 2 cái bánh quy. Một bác sĩ phẫu thuật tại một bệnh viện nổi tiếng của Hoa Kỳ xem xét hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân nữ. Bệnh ung thư của bà đã vào thời kỳ cuối và tất cả các bệnh viện trong vùng đã bỏ cuộc. Mọi phương pháp điều trị đều phức tạp, tốn kém. Trong khi đó, cơ hội sống của bệnh nhân là rất mong manh. Sau khi đã kiểm tra mọi chi tiết, sau khi đã hỏi han thêm được vài điều, ông quyết định tiếp nhận ca đó. Các bạn bè của bác sĩ rất ngạc nhiên khi thấy ông sẵn sàng tìm mọi nguồn giúp đỡ để chữa trị cho người phụ nữ đó. Ông gọi khắp nơi để mời các chuyên gia hàng đầu từ khắp mọi đất nước và dành rất nhiều thời gian, công sức để giúp đỡ cho bệnh nhân. Cuối cùng, sự nỗ lực phi thường đó của ông đã được đền đáp. Sau nhiều tháng trời, ông đã có thể kết luận bệnh nhân hoàn toàn bình phục và có thể sống thêm nhiều năm hạnh phúc, khiến cho người đó quá đỗi sung sướng. Vài hôm sau, bà nhận được hóa đơn viện phí từ bệnh viện. Bà mở thư mà lòng cứ nơm nớp lo lắng, nghĩ rằng hẳn số tiền phải lên đến hàng trăm ngàn đô la. Thay vào đó, bà chỉ thấy dòng chữ viết tay của người bác sĩ nọ rằng đã thanh toán 25 năm trước bằng 1 ly sữa và 2 cái bánh quy. Thì ra 25 năm trước, người bác sĩ nọ chỉ là một sinh viên y khoa nghèo đang kiếm tiền trả học phí bằng những công việc làm thêm lặt vặt. Một trong những công việc đó là đi tiếp thị hàng hóa đến nhà người tiêu dùng. Một buổi chiều nóng nực nọ, sau khi đã đi cả ngày mà không bán được gì, anh gõ cửa một căn nhà nọ và một người phụ nữ đã ra mở cửa. Cô lắng nghe lời rao hàng mệt mỏi của anh và từ chối mua hàng. Nhưng khi nhìn vào mắt của cậu sinh viên, cô đã hỏi: "Thế em đã ăn gì chưa?" "Dạ chưa, chỉ có lót dạ chút đỉnh buổi sáng thôi ạ." "Thế thì em đợi tôi ở đây nhé." Người phụ nữ nói và nhanh chóng quay trở lại với 1 ly sữa và 2 cái bánh quy cho cậu sinh viên y khoa đang kiệt sức. 25 năm sau, người sinh viên ấy đã trở thành một bác sĩ phẫu thuật cao cấp tại một bệnh viện danh tiếng. Khi nghiên cứu hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, ông đã nhận ra bà qua cái tên. Ông cũng gọi cho một số nơi và biết chắc bà chính là người phụ nữ tốt bụng năm xưa. Và để tỏ lòng biết ơn đối với sự tử tế ngày đó của bà mà ông không bao giờ quên, vì bác sĩ đã làm hết mình để giúp bà thoát khỏi căn bệnh ung thư. Thậm chí ông còn trả cả viện phí cho bà. Tâm sự của một người chào hàng. Câu chuyện trên có một chi tiết làm tôi liên hệ đến bản thân mình. Hồi còn là sinh viên và từng có một mái tóc dài hơn bây giờ rất nhiều, tôi cũng từng làm thêm những việc lặt vặt trong các kỳ nghỉ để lo toan chuyện tiền nong. Và một trong những công việc đó là gõ cửa từng ngôi nhà để chào bán những bộ sách từ điển bách khoa cho trẻ nhỏ. Để làm việc này, trước hết tôi phải học thuộc lòng một đoạn giới thiệu sản phẩm có nội dung mang đầy tính chất vấn với hàm ý thuyết phục các bậc cha mẹ rằng nếu họ không mua món đồ chứa đựng vô vàn những tri thức vĩ đại của nhân loại thì chẳng khác nào đã khước từ một cơ hội giáo dục tuyệt vời cho đứa con thân yêu. Tôi còn được hướng dẫn cách sử dụng những chiêu gây áp lực tâm lý nhằm khiến cha mẹ cảm thấy tội lỗi, như thể họ đã trở thành những kẻ ngược đãi trẻ em. Một khi đưa ra lựa chọn vô trách nhiệm là không mua bộ sách giáo dục này. Bán hàng kiểu đó thật là vô lương tâm. Tôi biết chứ. Nhưng là con người, tôi từng có thời vừa trẻ dại vừa tuyệt vọng. Ngày đầu đi chào hàng, tôi bán được một bộ sách cho một cặp vợ chồng trẻ có hai con nhỏ. Gia đình họ vừa chuyển vào căn nhà mới. Ngay đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt cho yên được. Tôi cứ trằn trọc nghĩ về cảnh cặp cha mẹ nọ phải vật lộn vì kinh tế gia đình. Sau khi vừa mua phải một bộ sách ngớ ngẩn, tầm phào với cái giá đắt đỏ, tôi thấy vô cùng tội lỗi. Tôi bỏ việc ngay sáng hôm sau. Suốt nhiều năm sau, tôi vẫn còn cảm thấy ân hận vì sự vụ đó. Cho đến khi nhập thất tu hành, tôi mới học cách tự tha thứ và buông bỏ những gì tiêu cực. Xét cho cùng, trải nghiệm đó thuộc về thời tóc dài nông nổi của tôi kia mà. Tôi đã từng đề cập đến trải nghiệm này trong một buổi nói chuyện vào đêm thứ Sáu ở thành phố Perth, làm ví dụ cho đề tài sự tha thứ. Sau đó, một phụ nữ trẻ vào khoảng cuối độ tuổi đôi mươi đến gặp tôi. Cô tâm sự: "Chắc là thầy không tin con đâu, nhưng chuyện của con là thật đấy." Cô nói tiếp: "Hồi cô còn nhỏ và sống ở London với gia đình, có lần một anh sinh viên tóc dài đến nhà bán cho ba mẹ con một bộ từ điển bách khoa cho trẻ nhỏ. Con đã yêu những cuốn sách đó." Cô ấy nồng nhiệt kể: "Đó là những cuốn sách mà con thích nhất. Có lẽ anh sinh viên đó không phải là thầy đâu. Dù hôm nay cô vẫn cảm ơn thầy rất nhiều." Tôi chết lặng. Theo những gì mà tôi hiểu được về sự vận động của vũ trụ này, tôi khá chắc rằng tôi chính là người đã bán cho cha mẹ cô gái mấy cuốn sách đó. Bí quyết để hôn nhân hạnh phúc. Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao có rất nhiều hôn lễ được cha xứ hoặc được nhà sư chủ trì, trong khi những người chủ trì đó lại độc thân? Bản thân tôi đã từng đứng ra làm lễ cưới cho rất nhiều người. Có một lần tôi tổ chức đám cưới cho Phật tử và được đăng hình trên tạp chí Hello, phiên bản của Malaysia. Trong lễ cưới, tôi phải đưa ra cho cặp vợ chồng son đang chìm đắm trong tình yêu và lời khuyên thiết thực. Tôi làm việc đó vì không muốn sau này đôi vợ chồng đó sẽ làm phiền tôi vì những rắc rối trong hôn nhân. Thế là trong buổi lễ, tôi đã kể cho họ nghe bí quyết để sống hạnh phúc cho hôn nhân, để sau này họ cho tôi được yên thân. Như vậy thì tôi hạnh phúc mà họ cũng hạnh phúc, đôi bên đều có lợi. Vậy bí quyết để hôn nhân được hạnh phúc là gì? Ngay khi đôi vợ chồng vừa trao nhẫn cưới cho nhau, tôi nhìn vào mắt cô dâu và nói: "Vợ con đã là một phụ nữ có chồng. Kể từ giờ phút này, con không bao giờ được nghĩ đến bản thân mình nữa." Cô gái lập tức gật đầu và mỉm cười dịu dàng. Sau đó tôi nhìn chú rể và nói: "Vợ con đã là một người đàn ông có vợ. Con cũng không được nghĩ đến bản thân mình nữa." Tôi không hiểu có phải đây là thói quen của nam giới hay không, bởi vì các chú rể thường dừng lại vài giây trước khi nói "vâng ạ." Vẫn nhìn chú rể, tôi nói tiếp: "Và kể từ giây phút này, con không bao giờ được nghĩ đến vợ của mình nữa." Rồi tôi lập tức quay sang cô dâu và nói: "Con cũng không được phép nghĩ đến chồng của mình nữa." Tôi rất thích nhìn những gương mặt lúng túng của các đôi vợ chồng mới cưới khi nghe những gì tôi khuyên. Không cần phải suy diễn gì, bạn hẳn nhiên đã dễ dàng nhận ra được điều họ đang nghĩ trong đầu. Cái ông thầy tu khùng điên này muốn gì đây chứ? Làm cho người khác bị lúng túng là một phương pháp giảng dạy rất hiệu quả. Một khi đối tượng muốn tìm ra đáp án thì bạn sẽ dễ dàng hướng dẫn cho họ qua câu trả lời, vì họ rất chú tâm. Bây giờ tôi mới giải thích: một khi đã lập gia đình, mỗi người không nên nghĩ đến bản thân nữa, vì nếu không sẽ chẳng bên nào đóng góp vào cuộc hôn nhân của mình Và mỗi người cũng không nên chỉ nghĩ đến người bạn đời của mình. Vì như thế thì mỗi bên sẽ chỉ biết cho đi và cho đi vào người kia, cho đến khi không còn gì để cho vào cuộc hôn nhân nữa. Thay vào đó, một khi đã lập gia đình, cả hai chỉ nên nghĩ đến chúng ta. Có vậy cả hai mới đích thực là ở trong cùng một cuộc hôn nhân. Cặp vợ chồng quay sang nhìn nhau và mỉm cười. Họ đã hiểu vấn đề ngay lập tức. Hôn nhân tức là chúng ta, chứ không phải chỉ riêng anh hay chỉ riêng em. Để chắc chắn họ đã hiểu bí quyết ấy, tôi bèn hỏi: thế thì mọi vấn đề phát sinh trong hôn nhân là của ai? Họ đồng thanh đáp: của chúng con ạ. Tốt lắm, tôi mỉm cười đáp. Trong hôn nhân, nếu có một vấn đề nảy sinh và bạn nghĩ rằng đó là vấn đề của người bạn đời, bạn sẽ không tham gia để tìm ra giải pháp. Còn nếu bạn nghĩ đó là vấn đề của riêng bạn, bạn sẽ bỏ qua một nửa của giải pháp. Nhưng nếu mọi khó khăn đều được coi là vấn đề của chúng ta, các bạn sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp. Và chính điều đó sẽ tạo ra một cuộc hôn nhân hạnh phúc đầm ấm. Uống rượu say mà lái xe thì tai hại như vậy đó. Cách đây vài năm, một thanh niên ở Sydney lái xe về nhà sau buổi liên hoan công ty. Lúc đó, anh ta đã hơi quá chén, nhưng vẫn tin rằng mình có nhiều cơ may sẽ không bị cảnh sát thổi phạt. Đêm đó, cảnh sát Sydney dựng một rào chắn trên một tuyến đường đông người qua lại để kiểm tra độ cồn của tất cả các tài xế. Không may, trạm kiểm soát đó lại nằm trên con đường về nhà của người thanh niên đó, và anh ta bị bắt lại. Trong lúc xếp hàng chờ thử độ cồn, anh ta tự nhủ mình sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí có thể sẽ bị tước bằng lái. Anh ta nguyền rủa vận xui của mình, và tất cả những gì anh ta có thể làm là chờ đợi những cảm giác đau khổ và xấu hổ đang sắp trực trào mà không thể tránh khỏi được. Anh ta cảm tưởng như thể bản thân sắp bị bóng tối số mệnh nuốt chửng mất. Chẳng mấy chốc đã đến lượt anh ta. Người cảnh sát bảo anh bước ra khỏi xe và đưa cho anh một dụng cụ để thổi hơi vào đó. Ngay lúc này, có một tiếng động lớn do đụng xe gây ra. Một chiếc xe đang đà chạy đến gần rào chắn mới đột ngột dừng lại, khiến người lái xe ở phía sau không kịp đạp thắng, đâm vào phía sau của chiếc xe phía trước. Viên cảnh sát nghe thấy tiếng động, bèn lấy lại dụng cụ thử độ cồn và nói với anh chàng đang lo lắng của chúng ta rằng: tôi phải giải quyết vụ tai nạn này vì nó quan trọng hơn chuyện thử cồn của anh. Thôi, anh hãy quay về xe và đi đi. Thế là anh thanh niên may mắn thoát nạn chỉ trong giây lát. Anh ta nhảy lên xe và lái xe về nhà, lòng vui sướng ca hát suốt dọc đường. Sáng hôm sau, có ai đó nhấn chuông cửa ầm ĩ khiến anh ta thức giấc. Anh ta bò ra khỏi giường mà đầu đau như búa bổ, hậu quả nhãn tiền của cuộc chè chén đêm qua. Vài phút sau, anh ta mở cửa và thấy hai người cảnh sát đang đứng trước nhà. Thoạt đầu anh ta hơi giật mình, nhưng rồi lại nghĩ: họ không thể bắt mình được, mình đâu có đang lái xe. Chào anh. Chào các anh, có việc gì thế ạ? Anh có thể vui lòng cho chúng tôi kiểm tra nhà để xe của anh không? Người thanh niên tin chắc mình không giấu giếm thứ gì trong nhà xe, nên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dĩ nhiên là được chứ, tôi lúc nào cũng hỗ trợ cảnh sát địa phương. Anh ta đáp. Hãy theo tôi. Và người thanh niên tự tin bước về phía nhà để xe. Khi mở cửa nhà xe, mặt anh ta bỗng trở nên trắng bệch, môi thì run rẩy và mắt thì gần như sắp lọt ra ngoài. Vì ngay trong nhà xe, trước mắt anh ta là một chiếc xe cảnh sát. nghĩa là đêm qua anh ta đã lái nhầm xe về nhà. Hậu quả thứ hai là đây. Cho nên, tôi chỉ có thể nói rằng, uống rượu say mà lái xe thì tai hại như vậy đó. Cội nguồn của tham, sân, si. Ngày xưa, có một ni cô sống rất thanh đạm trong một hang đá với vài vật dụng cá nhân. Mỗi buổi sáng, ni cô mang một cái bình bát đến ngôi làng gần đó để xin thức ăn dùng trong ngày và có rất nhiều thời gian để thiền, học tập và rao giảng những gì bà biết cho dân làng trong vùng. Một buổi sáng, sau khi đi khất thực về, Nico phát hiện một cái lỗ rách trong cái áo choàng của mình. Đây không phải là lần đầu chuyện này xảy ra, vì trong hang nơi bà sống có rất nhiều chuột. Thế là Nico đi tìm một miếng vải nhỏ để vá áo. Trong lúc vá áo, Nico nghĩ nếu mình có một con mèo, ắt hẳn sẽ không còn lũ chuột nữa. Thế là hôm sau, Nico hỏi xin dân làng một con mèo và họ đã cho bà một con mèo khôn ngoan, có màu nâu, hệt như cái áo mà bà đang mặc. Nhưng rồi con mèo cần sữa và cá. Thế là sáng nào Nico cũng hỏi xin dân làng thêm những thứ đó. Một buổi sáng, Nico nghĩ nếu mình có một con bò, bà sẽ không phải xin sữa cho con mèo và nó sẽ giúp bà đuổi lũ chuột. Thế là Nico bèn hỏi xin một trong các vị mạnh thường quân giàu có một con bò. Khi đã có con bò, Nico phải có cỏ cho nó ăn. Thế là bà xin cỏ của dân làng để nuôi con bò, để lấy sữa cho con mèo bắt chuột, để lũ chuột không cắn áo của bà. Được vài ngày, Nico nghĩ nếu bà có một cánh đồng của riêng mình, bà sẽ không còn phải làm phiền đến những người dân làng nghèo khó mỗi ngày để có cỏ. Thế là bà tổ chức quyên góp để mua bãi cỏ bên cạnh, để lấy cỏ nuôi bò, lấy sữa cho con mèo bắt chuột, để lũ chuột không cắn áo của bà. Thế là hàng ngày, Nico mất rất nhiều thời gian trên đồng cỏ để vắt sữa bò. Do đó, Nico nghĩ nếu mình có một chú bé giúp việc thì tốt biết mấy, vì chú sẽ làm tất cả mọi thứ cho bà. Đáp lại, Nico sẽ giảng dạy cho chú điều hay, lẽ phải và dạy chữ cho chú. Dân làng bèn chọn ra một chú bé xuất thân từ gia đình nghèo khó để chăm nom đồng cỏ cho Nico, để bà có sữa bò mà nuôi mèo, để con mèo bắt chuột và lũ chuột không cắn rách áo của bà. Từ lúc đó, Nico cũng nhận thấy dân làng bắt đầu né tránh bà. Họ sợ mỗi khi gặp mặt, bà sẽ lại yêu cầu một thứ gì đó. Ngay cả khi thấy một con bò nâu băng ngang đường, họ cũng nghĩ đó là Nico nên trốn vào nhà, then cài cửa đóng và buông rèm kín mít. Một lần nọ, có một người dân làng đến hỏi Nico chỉ dạy về thiền. Bà đáp, xin lỗi, để lúc khác nhé, tôi đang bận lắm. Tôi phải kiểm tra túp lều đang xây cho chú bé. Người đã giúp tôi chăm nom đồng cỏ để có cỏ cho bò ăn, có sữa cho mèo tôi uống mà đuổi chuột không cho chúng cắn rách áo của tôi. Nói đến đây, Nico chợt chú ý đến những gì mình nói và nhận ra cội nguồn của tham, sân, si chính là từ đây mà ra. Thế là Nico nhờ dân làng đến dỡ túp lều xuống, trả chú bé về với gia đình, trao lại cho dân làng con bò và cánh đồng, đồng thời tìm một gia đình nhận nuôi con mèo. Vài hôm sau, Nico trở lại với đời sống giản dị của mình, chỉ với vài món vật dụng trong hang đá. Một buổi sáng, sau khi đi khất thực quanh làng về, Nico chợt nhận ra lũ chuột đã cắn thủng một lỗ trên áo của bà, và bà đã vui vẻ vá một miếng vá khác. Tìm về chốn bình yên. Có người đã gửi cho tôi câu chuyện này và tôi xin được kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện xoay quanh một việc chú chó rất thông minh đã tìm cách thoát khỏi áp lực của cuộc sống hiện đại. Một phụ nữ nọ sống ở ngoại ô vừa đi mua sắm về. Chị ta vừa mở cửa thì bỗng thấy có một con chó to từ đâu xuất hiện chạy vội vào nhà. Khi chị ta vừa bỏ giỏ xuống thì con chó đã cuộn tròn trong góc phòng và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đó là giống chó Labrador, được cắt tỉa lông cẩn thận, thêm cái vòng cổ tươm tất nên ắt hẳn không phải là loại chó hoang đi lạc. Người phụ nữ tốt bụng vốn thích chó, đặc biệt là con chó này. Thế nên chị ta cứ để nó ở lại trong nhà. Khoảng chừng 2 giờ sau đó, con chó tỉnh dậy và người phụ nữ để nó ra đi. Ngày hôm sau, con chó lại quay trở lại nhà của người phụ nữ nọ và chị ta lại cho nó vào. Nó đến ngay góc nhà yên tĩnh, cuộn tròn lại và cứ thế ngủ ngon cũng trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Việc này lặp lại thêm vài lần nữa. Người phụ nữ bắt đầu tự hỏi con chó đáng yêu này đang sống ở đâu và vì sao nó cứ quay trở lại nhà chị. Thế là chị bèn viết một mẩu giấy, gấp lại cẩn thận và lòn vào vòng cổ của nó. Trong mẩu giấy chị viết đại loại như sau: đã 5 hôm rồi, chiều nào con chó của anh hoặc chị cũng đến nhà tôi. Nó chẳng làm gì mà chỉ ngủ thật yên lặng. Thật là một con chó ngoan và đáng yêu. Tôi không hề phiền lòng vì điều này chút nào. Tôi tự hỏi không biết nó sống ở đâu và vì sao nó cứ đến nhà tôi mãi. Ngày hôm sau, con chó quay lại chỗ ngủ của nó trong góc nhà. Trên cổ nó là một mẩu giấy có viết: con chó của tôi sống trong một căn nhà ồn ào, vợ thì hay càu nhàu và chúng tôi có đến 4 đứa con. Trong đó có 2 đứa dưới 5 tuổi. Nó đến nhà cô để tận hưởng không gian yên tĩnh và ngủ cho yên giấc. Liệu tôi có thể đến cùng nó không nhỉ? Hành trình đến Hy Mã Lạp Sơn của tôi. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy hình ảnh của dãy Hy Mã Lạp Sơn là khi còn đi học ở London. Dãy núi thật hùng vĩ, hoang dã và quyến rũ đến nỗi tôi quyết định là một ngày nào đó sẽ tự mình đến thăm nơi này. Mùa hè năm 1973, sau khi tốt nghiệp đại học và bắt đầu công việc giảng dạy, tôi đã khởi hành từ nhà ga Victoria ở London đi Ấn Độ và đến đỉnh Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ. 2 tuần sau, tôi đã có mặt tại Ấn Độ, nơi ngày nào cũng mưa. Nếu kiểm tra trước khi đi, thì tôi đã biết đây là thời điểm gió mùa hoạt động mạnh trên tiểu lục địa này. Ngay cả khi đã đến vùng phương Bắc xa xôi như Kathmandu, Nepal, thì tôi cũng chỉ thấy trên trời toàn mây mưa, chứ chẳng thấy dãy Hy Mã Lạp Sơn đâu. Vậy là tôi đành từ bỏ hy vọng được nhìn thấy ngọn núi hùng vĩ nhất thế giới. May thay, ở cái xứ sở kỳ lạ này có rất nhiều thứ để làm. Một hôm, tại Kathmandu, có đôi vợ chồng người Mỹ cho tôi biết có chiếc xe chuyên chở thư đi về phía Bắc, hướng biên giới giáp Tây Tạng, và khách du lịch có thể quá gian xe mà chỉ mất có vài rupee. Đó là một địa điểm hấp dẫn. Thế là sáng hôm sau, tôi đã có mặt trên chiếc xe đó, lên đường đi về phương Bắc. Khoảng 1 giờ trưa, bác tài xế dừng xe ăn trưa ở một ngôi làng nhỏ ven núi. Thế là cặp vợ chồng người Mỹ nọ đề nghị tôi cùng họ leo lên ngọn đồi nhỏ gần đó trong lúc chờ bác tài xế dùng bữa. 15 phút sau, khi chúng tôi đã lên tới đỉnh đồi, thì mây bắt đầu tản ra. Và lần đầu tiên trong đời, tôi có thể tận mắt nhìn thấy dãy Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ giữa bầu trời quang đãng. Cảnh tượng thật ấn tượng và khiến tôi thấy nghẹt thở hơn gấp mấy lần việc phải leo đồi. Thế nhưng, tôi lại để quên máy chụp ảnh ở trên xe. Tôi bèn chạy nhanh xuống đồi để lấy máy và trở lại đỉnh đồi thật nhanh. Khi tôi vừa lên đến đỉnh, thì mây lại bao phủ khắp nơi, khiến tôi bị hụt mất cơ hội ngắm cảnh. Chỉ trong vòng có mấy giây chạy đi mà tôi không còn được nhìn thấy dãy núi nữa. Cặp vợ chồng người Mỹ nãy giờ chỉ ngồi yên ngắm cảnh, bèn quay sang hỏi, nãy giờ tôi đi đâu? Sau đó, tệ hơn hết, họ tả lại cho tôi nghe từng chi tiết một về quang cảnh tuyệt vời mà tôi đã bỏ lỡ. Tôi tự thấy mình thật là ngu ngốc, vì quay xuống dưới kia để lấy mấy chụp ảnh mà tôi đã phải đánh đổi cơ hội được ngắm nhìn một phong cảnh tuyệt đẹp. Nhưng đồng thời tôi cũng nhận ra rằng khi chúng ta cố gắng để lưu lại một khoảnh khắc nào đó bằng hình ảnh hay chữ nghĩa, thì khoảnh khắc đó sẽ vụt mất khỏi tay bạn và bạn sẽ bỏ lỡ sự tuyệt diệu của nó. Cũng giống như dãy Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ, những khoảnh khắc kỳ diệu trong đời của chúng ta là để trải nghiệm và cảm nhận, chứ không phải để bị giam cầm trong các phương tiện kỹ thuật. Dẫu sao thì một khi đã chứng kiến, tâm trí chúng ta sẽ không bao giờ quên được những khoảnh khắc tuyệt mỹ của tự nhiên. Vậy thì sao còn phải ghi hình chúng nữa? Có người đang dõi theo bạn. Trong xã hội thời xa xưa, một người thầy thông thái sẽ dạy cho một nhóm học trò tất cả những gì họ cần biết trong đời. Chuyện này đã xảy ra với một trong những người thầy thông thái. Có 12 học trò đang chuẩn bị tốt nghiệp. Ông cũng có một cô con gái xinh đẹp mà tất cả 12 người học trò đó đều tỏ sự quan tâm. Một hôm, ông thông báo cho các học trò biết mình đang gặp hai vấn đề khó khăn. Một là ông phải tìm chồng cho cô con gái, và theo truyền thống thời bấy giờ, đó phải là một trong số họ. Tuy vậy, ông lại không biết ai là người tốt nhất để chọn gả con gái cho. Vấn đề thứ hai là ông phải chi trả cho lễ cưới hoành tráng và mua cho đôi trẻ một căn nhà mới cùng các vật dụng trong nhà. Nhưng ông lại không có tiền. Để giải quyết cả hai vấn đề đó, người thầy bèn thông báo một cuộc thi. Ông bảo các học trò của mình phải lẻn vào làng lúc nửa đêm và ăn trộm tất cả những gì họ có thể lấy được, miễn là đừng để một ai bắt gặp. Sau đó, họ phải mang tất cả những thứ đó về cho ông. Người học trò nào làm theo hướng dẫn của ông và lấy trộm được nhiều thứ nhất sẽ được ông gả con gái cho, và tất cả những thứ ăn trộm được có giá trị sẽ dành cho đôi vợ chồng trẻ. Vốn dĩ người thầy này là một con người đạo đức, vì thế các học trò của ông rất ngạc nhiên khi nghe thầy yêu cầu họ đi ăn trộm. Tuy nhiên, thời đó các học trò đều thề sẽ tuân theo lời thầy, cho nên họ phải chấp nhận cuộc thi. Hoặc cũng có thể vì họ quá si mê con gái của thầy nên bị mù mắt chăng? Suốt 7 ngày sau đó, cứ tối đến là những người học trò ngoan ngoãn lại lẻn vào làng để ăn trộm tất cả những gì họ có thể lấy được và mang về cho thầy của mình. Người thầy cẩn thận ghi nhận xem từng người đã lấy được những gì và lấy từ đâu. Thật kỳ lạ, không có trò nào bị chủ nhà phát hiện. Đến cuối tuần, người thầy bèn tụ họp tất cả học trò lại và công bố kết quả. Các con đã trộm được rất nhiều thứ, đủ để bất kỳ cặp vợ chồng nào cũng có thể bắt đầu cuộc sống riêng của mình. Trừ có một trò là chẳng mang thứ gì về cả. Con hãy cho ta biết vì sao. Người học trò rụt rè tiến lên và bảo: Thưa thầy, vì không phải làm theo lời dặn của thầy ạ. Ý con là sao? Ta đã dặn các con phải đi ăn trộm và mang các thứ đó về đây kia mà. Thưa thầy, đúng vậy, người học trò rụt rè đáp. Nhưng thầy cũng dặn chúng con là không được để ai nhìn thấy. Con đã lẻn vào rất nhiều nhà vào lúc 2 giờ sáng, khi mọi người đều ngủ say. Nhưng lần nào cũng vậy, con chẳng lấy được gì, vì con nhận thấy có người đang nhìn mình. Thế nên con đã về tay không, thưa thầy. Con bảo mọi người đều ngủ say, vậy ai nhìn thấy con kia chứ? Chính là bản thân con, thưa thầy. Con có thể thấy mình đang trộm cắp, vì vậy mà con đã không lấy được thứ gì cả. Giỏi lắm, giỏi lắm, người thầy vui vẻ thốt lên. Ít ra thì ta cũng có một trò thông thái đã biết lắng nghe những gì ta đã dạy suốt mấy mươi năm nay. Tất cả các trò còn lại đều khờ dại. Các trò hãy mang tất cả những thứ này trả lại cho chủ nhân của chúng. Họ sẽ không trừng phạt các trò đâu, vì ta đã báo cho họ biết trước về cuộc thi này. Chính vì thế mà tất cả các trò đều không bị bắt gặp khi trộm. Hãy nhớ rằng, bất cứ việc gì vô đạo đức mà các trò làm đều luôn có một người biết tới. Đó chính là bản thân các trò. Chính vì biết việc mình đã làm gì nên các trò mới cảm thấy xấu xa và bị dằn vặt. Sau đó, người học trò khôn ngoan ấy đã cưới cô con gái của người thầy. Còn người thầy đã tổ chức cho họ một đám cưới linh đình và cho họ một ngôi nhà khang trang như mơ. Và bởi người chồng này là người thực sự thông thái, nên vợ chồng họ đã sống hạnh phúc với nhau suốt đời. Học hỏi về trí tuệ cảm xúc từ các chuyên gia. Hồi còn học ở Cambridge, có vài người bạn kể cho tôi nghe là họ đang làm tình nguyện viên tại một bệnh viện địa phương chuyên chăm sóc cho người bị khuyết tật thần kinh. Là một Phật tử, tôi nghĩ mình cũng nên tham gia việc tình nguyện này. Mỗi chiều thứ Năm, tôi bắt xe buýt đi từ Cambridge đến Bệnh viện Fulbourn để làm tình nguyện tại khoa trị liệu chuyên biệt dành cho những người mắc hội chứng đau. Sau vài tuần thì các bạn tôi không làm việc này nữa, còn tôi đã tiếp tục trong suốt 2 năm. Ngay cả khi việc học chuyên ngành vật lý lý thuyết đã chiếm gần hết thời gian rỗi rãi của mình, tất nhiên là đã trừ ra khoảng thời gian rộng rãi tôi dành cho các hoạt động quan hệ xã hội, tôi vẫn không bỏ một buổi tình nguyện nào. Tôi luôn đến thăm các bạn của mình, những người bị đau. Tôi thực sự yêu quý những buổi chiều thứ Năm ấy. Tôi đã bị bất ngờ trước trí tuệ cảm xúc của những con người này. Chỉ cần tôi xuất hiện với vẻ ngoài rã rời vì tối qua đã tham dự một bữa tiệc tùng khuya, hay cảm thấy tuyệt vọng vì vừa chia tay với bạn gái, họ đều nhận ra ngay các biểu hiện cảm xúc tiêu cực ở tôi. Họ ôm tôi và dành cho tôi nụ cười chân thành, đủ để khiến mọi trái tim tan chảy. Trái tim của họ cởi mở và giản đơn, không như trái tim tôi. Đó là vào đầu thập niên 70 của thế kỷ 20. Vậy nên được một người cùng giới ôm chầm lấy ngay trước mặt nhiều người, ít nhiều tôi thấy kỳ cục, khó chịu. Nhưng niềm an vui thơ ngây xuất hiện trên khuôn mặt của tất cả những người bạn đặc biệt này đã dạy tôi biết cách thả lỏng cơ thể và hòa vào niềm an vui của họ. Cuộc sống ở Bệnh viện Fulbourn rất giản dị, nhất là với những người thấu hiểu về thế giới cảm xúc. Nơi này quá khác so với môi trường học tập ở Đại học Cambridge, nơi mà bất cứ con người kiệt xuất nào cũng là chuyên gia trong mọi lĩnh vực nhưng lại không thấu thị được thế giới cảm xúc xung quanh. Sau 2 năm làm tình nguyện viên tại Bệnh viện Fulbourn, tôi gặt hái được nhiều kinh nghiệm đến mức vào một ngày thứ 5 nọ, trưởng khoa trị liệu chuyên biệt đã chỉ định tôi làm việc với một nhóm bệnh nhân. Vào ca đầu của giờ chiều, đến ca thứ 2 thì lo cho một nhóm khác. Tất cả tôi đều được tự chủ một mình. Tôi không hề thấy nghi ngại điều gì cả. Xét cho cùng thì các anh bạn mắc chứng đau luôn biết rõ khi nào thì họ cần giữ bí mật mà. Rồi cũng đến ngày tôi rời đi. Các nhân viên của khoa trị liệu gọi tôi vào một căn phòng lớn. Họ đứng cùng những người bạn đang nhe răng cười của tôi. Tất cả cùng nhau biểu dương tôi. Tình nguyện viên sinh viên đã đồng hành lâu nhất cùng khoa, tính từ thời điểm ấy. Hóa ra hôm trước, trong khi tôi đang lo cho một nhóm, thì nhóm khác cùng nhân viên làm những món quà tặng tôi. Vậy thì tất cả những món quà đó được trao cho tôi trong buổi chia tay này. Những món quà ấy hẳn nhiên không thể nào bán trong cửa tiệm được, nhưng chúng làm tôi khóc. Đến tận bây giờ, tôi đã học được từ những người thầy mắc bệnh đau ấy bài học về cách khiến nước mắt tuôn trào trước đám đông. Thật là bê ly. Trưởng khoa nói rằng bà ấy biết tuần sau tôi bắt đầu vào đợt kiểm tra cuối kỳ, nên nghĩ rằng hôm đó là buổi cuối cùng tôi làm tình nguyện ở đây, dẫn đến việc tổ chức bữa tiệc chia tay này để thể hiện sự trân trọng của tất cả bệnh nhân lẫn nhân viên dành cho tôi. Tôi đáp lời qua làn nước mắt rằng thực ra phải 10 ngày nữa mới đến kỳ kiểm tra. Liệu tuần sau tôi quay lại có được không? Tôi hỏi, và họ đã tử tế cho tôi thêm một tuần nữa. Giờ ngẫm lại, tôi đã học được gần hết những gì mà ngày nay chúng ta gọi là trí tuệ cảm xúc từ những người bạn mắc hội chứng đau. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn xem họ là những chuyên gia, là thầy của mình. Cho đi để vui sống. Thông thường, những người làm việc thiện nguyện cho cộng đồng hay nghĩ rằng họ góp phần mang lại cho xã hội điều gì đó. Thế nhưng trong thực tế, họ nhận ra rằng mình cũng là những người đang nhận được rất nhiều. Kinh nghiệm của bản thân giúp họ thấy rằng khi họ dành thời gian cho một mục đích tốt đẹp nào đó, rồi đầu tư thật nhiều cho nó, thì hóa ra chẳng hề có sự phí phạm nào cả. Ngược lại, những điều rất tuyệt vời thường tự tìm đến với họ. Tôi vẫn thường khuyên những người đang phiền muộn hãy tìm đến các trại dưỡng lão, bệnh viện hay các tổ chức từ thiện để làm việc thiện nguyện. Việc đó sẽ giúp họ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, và công việc thiện nguyện sẽ giúp họ tìm thấy điều mà họ đã đánh mất hoặc đã lãng quên. Đó chính là ý nghĩa sự tồn tại của bản thân họ. Khi cho đi, khi phụng sự những việc cao đẹp của cuộc sống, chúng ta sẽ nhận được phản hồi đầy tình cảm. Chúng ta sẽ được giúp đỡ bởi chính những người mà chúng ta đang giúp. Điều đó nên chúng ta lên mức biết nhìn nhận giá trị của bản thân hơn. Nhờ vậy mà bắt đầu biết yêu quý bản thân và yêu thương cuộc sống của mình. Từ đó, chúng ta có thể thoát khỏi sự phiền muộn. Không chỉ có thế, tham gia các công việc thiện nguyện cũng giúp chúng ta trở nên giàu có hơn, như trong câu chuyện sau. Một anh bạn của tôi, giàu vừa ly hôn, anh phải dọn vào sống trong căn hộ chật hẹp. Vì thế mà không thể nào đem theo con chó yêu quý của mình. Anh đã tìm được một gia đình tử tế cho nó. Nơi chủ nhà là một phụ nữ luống tuổi, và bà cũng đang nuôi một con chó khác cùng giống. Một hôm, người phụ nữ đó gọi cho anh ta vào giờ làm việc và hỏi xem liệu anh có thể chở bà từ căn nhà ở nông thôn vào thành phố để khám bác sĩ được không. Bà ấy cảm thấy phiền muộn và không tìm được cách nào để tự đi được. Vào đó, bạn tôi mới mở một công ty một thành viên, làm trong mảng quảng cáo. Vì tự làm chủ lấy nên anh có thời gian để chở người phụ nữ đó đi bác sĩ. Thế là từ đó, anh ta trở thành tài xế riêng cho người phụ nữ lớn tuổi đáng mến. Anh sẵn lòng chở bà đi bất cứ đâu, vì anh cảm thấy vui khi giúp đỡ bà cụ. Và hơn nữa, đó cũng là dịp để anh nghỉ giải lao trong giây lát. Một buổi sáng nọ, bà gọi điện cho anh và hỏi xem liệu anh có rảnh để chở bà đến gặp luật sư hay không. Thế là như thường lệ, anh lại gật đầu và chở bà lên văn phòng luật sư trong trung tâm thành phố. Bà lịch sự hỏi anh có thể cùng đi vào gặp luật sư hay không, và anh đã vui vẻ đồng ý. Trước mặt luật sư, cũng như trước sự kinh ngạc của anh, bà đã trao toàn bộ tài sản của mình cho một mình anh. Sau đó ít lâu bà qua đời. Bạn tôi vô cùng ngạc nhiên trước bước ngoặt may mắn này của số phận. Dù sao thì anh ta đã chẳng làm gì lớn lao, mà chỉ tử tế giúp bà lão. Hơn nữa, bản thân anh ta cũng thích việc chăm sóc bà. Chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện mình được thừa hưởng một gia tài như thế. Nhưng đó lại là những gì xảy ra khi chúng ta tình nguyện dành thời gian của mình để giúp đỡ người khác. Ít ra thì chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc, và đôi khi còn nhận được những sự đền đáp bất ngờ. Cái hố và bao vàng. Một người đàn ông đi băng qua rừng và nhìn thấy một cái hố. Anh ta dừng chân nhìn xuống hố và thấy bên dưới có một bao vàng lớn. Anh ta cố dùng sức để lấy bao vàng, nhưng vì cái hố quá sâu nên dù đã dần hết sức, anh ta thậm chí còn không thể với tới nó được. Thế là anh ta đầu hàng và đi tiếp. Được một đoạn, anh gặp một người đàn ông khác và kể cho người này nghe về cái hố và bao vàng. Người này bèn nhặt lấy một cái gậy có đầu cong và tiến về phía cái hố. Đến nơi, họ dùng cái que để móc vào bao vàng và cùng kéo nó lên khỏi miệng hố. Chúng ta học được gì từ câu chuyện này? Hạnh phúc không bao giờ nằm ngoài tầm giới của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta cần làm là trau dồi sự thông thái và bồi dưỡng cho lòng trắc ẩn. Khi đó, chúng ta sẽ giới tới được tất cả mọi thứ. Khi nào thì nên nói dối? Một tối nọ, một Phật tử đã có tuổi gọi cho tôi trong tâm trạng hết sức buồn bã. Bà cho tôi biết chiều hôm đó, lần đầu tiên sau 40 năm chung sống, bà đã nói dối chồng. Và giờ đây, bà cảm thấy hết sức kinh khủng. Chồng bà là ông Don. Ông vừa chịu đựng một cơn đau tim và may mắn qua khỏi. Tuy nhiên, ông cần phải được phẫu thuật gấp để vượt qua cơn hiểm nghèo. Do vậy mà người ta cho ông nằm dưỡng sức trong bệnh viện đến khi ông được sức khỏe để tiến hành cơn phẫu thuật đó. Trong phòng ông nằm, còn có 3 bệnh nhân nam khác cũng đang chờ được phẫu thuật. Thế là ông Don làm quen với ông Chah, vốn nằm liền bên. Một tối nọ, khi vợ đến thăm, thì ông Don bèn hỏi bà về tình trạng sức khỏe của ông Chah, vì ông này vừa tiến hành phẫu thuật sáng nay. Ô, Chah khỏe rồi anh à, ông ấy đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, bà đáp. Thế nhưng, sự thật là bà vừa thấy gia đình ông Chah đang khóc than ở tiền sảnh vì ông đã qua đời. Bà không tài nào nói với chồng rằng người bạn mới của ông đã chết sau cơn phẫu thuật, khi mà vào ngày hôm sau chồng sẽ lên bàn mổ. Và bà đã nói dối chồng. Ông Don đã qua được cuộc phẫu thuật đó. Ông đã trải qua cơn thập tự nhất sinh suốt 3 ngày và đã sống. Với tôi, nếu người vợ nói cho chồng mình biết sự thật, thì sự lo lắng có thể đã đẩy ông ấy đến cận kề cái chết hơn. Lời nói dối của bà đã cứu lấy mạng sống của ông. Vì vậy mà tôi vẫn nói với các đệ tử của mình rằng đôi khi chúng ta cần phải nói dối trong cuộc sống, và điều đó không sao cả. Nhưng chỉ được 40 năm một lần thôi đấy. Tại sao chúng ta nói dối? Quan tòa hỏi bị cáo: anh không thấy rằng hình phạt cho sự dối trá là rất nặng nề sao? Thưa tòa, bị cáo đáp: dù sao thì nó vẫn còn nhẹ hơn là hình phạt cho tội giết người. Đó chính là lý do. Có anh chồng nọ đang tận hưởng buổi chiều được nghỉ làm ở nhà. Vợ anh đang loay hoay nấu cơm chiều thì phát hiện ra nhà đã hết trứng. Cô bèn gọi chồng. Mình ơi, mình ra chợ mua cho em vài quả trứng nhé. Được chứ, em yêu. Người chồng vui vẻ trả lời. Trước đây, người chồng chưa bao giờ đi chợ. Bởi vậy mà cô vợ chỉ anh rất kỹ đường đi đến tiệm bán trứng và đưa cho anh ta ít tiền cùng một cái rổ. Khi người chồng vừa ra đến chợ, một thanh niên tiến tới và hét to vào mặt anh. Ê, đồ mặt heo! Cái gì? Anh chồng giật mình đáp. Chú gọi ai là đồ mặt heo hử? Nhưng anh càng trả lời thì người thanh niên kia càng hung hăng hơn. Ê, đồ miệng thúi! Bộ sáng nay ông cạo râu bằng phân chó hả? Đám ruồi sẽ bu kín cái bản mặt thúi của ông cho mà coi. Quả là tệ khi người chồng bị mắng chửi ngay giữa chợ, dù anh ta chẳng làm gì sai trái. Bối rối và ê chề, anh ta quay lưng đi khỏi chợ thật nhanh. Sao mình về sớm vậy? Người vợ hỏi khi thấy chồng về. Mình có mua trứng chưa? Chưa. Người chồng nổi giận đùng đùng. Mình đừng có bao giờ kêu tôi ra cái chợ đáng ghét, thúi tha, vô văn hóa đó nữa. Bí quyết để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân chính là vào những lúc như thế này. Bạn phải biết cách xoa dịu người bạn đời đang giận dữ đến bốc khói khi gặp phải một chuyện bực bội. Thế nên, người vợ ra sức an ủi, xoa dịu người chồng cho đến khi anh ta nguôi ngoai bớt. Bây giờ, cô bèn bảo chồng mô tả hình dáng của gã thanh niên đó cho mình nghe. Người chồng vừa nhăn mặt vừa tỏ vẻ khinh bỉ khi tả cho vợ nghe về con người đó. À, em biết rồi. Người vợ vừa nói vừa cố giấu nụ cười khúc khích. Gã đó gặp ai cũng thế mình ạ. Mình biết không, hồi nhỏ có lần gã bị té và bị chấn thương não vĩnh viễn. Từ đó gã không còn bình thường nữa. Tội nghiệp, gã không đi học được, cũng không có bạn bè, không có việc làm hay tương lai gì cả. Con người bất hạnh đó đã bị điên. Gặp ai gã cũng quát tháo bắt nạt. Anh đừng để bụng làm gì. Nghe xong, cơn phẫn nộ của người chồng bỗng tan biến. Thêm vào đó, anh cảm thấy thương hại cho gã thanh niên nọ. Người vợ nhận ra điều đó bèn bảo, Mình, hay mình lại ra chợ mua trứng cho em nhé. Được chứ mình. Anh chồng nói và quay trở lại chợ. Gã thanh niên nọ trông thấy anh lại tiến đến và la lớn. Ê, coi ai tới kìa, gã mặt heo trở lại với cái miệng thúi của hắn kìa. Mọi người ơi, bịt mũi lại đi, một đống phân chó vừa tới chợ kìa. Nhưng lần này, anh chồng không hề bực mình. Anh đi thẳng đến quầy bán trứng. Gã thanh niên nọ cứ lẻo đẻo đi theo anh, vừa đi vừa chửi rủa. Đừng để ý tới nó, bà bán trứng bảo. Gặp ai nó cũng làm vậy, nó bị khùng mà. Hồi nhỏ nó bị tai nạn nên mới bị như vậy. Tôi biết mà, tội nghiệp anh ta. Người chồng vừa nói vừa trả tiền. Gã thanh niên nọ cứ lẻo đẻo theo anh cho đến tận rìa chợ. Vừa đi vừa chửi rủa om sòm. Nhưng lần này người chồng không hề phiền lòng vì anh hiểu rõ hắn ta bị khùng. Lần tới, nếu có ai đó kêu tên bạn mà chửi rủa hay người bạn đời có nổi nóng với bạn thì bạn hãy hiểu rằng có thể ngày hôm đó họ vừa gặp phải chuyện gì đó và tâm trạng của họ bấy giờ đang bị chấn thương tạm thời. Và theo thuyết nhà Phật, những cơn giận như thế chỉ là cơn sân tạm thời. Hiểu được như vậy, bạn sẽ có thể đáp lại bằng sự bình thản, thậm chí là lòng thương hại khi thốt lên tội nghiệp họ. Cái ly nứt. Cuộc sống của chúng ta thường ít nhiều bị thay đổi khi có một người thân qua đời. Ngay cả cái chết của những người chúng ta không quen biết và hàng ngàn người thiệt mạng do thiên tai cũng sẽ làm thay đổi cách suy nghĩ của chúng ta. Cái chết là một trong những sự kiện tất yếu của đời người và chính nó sẽ dạy chúng ta biết nâng niu cuộc sống hiện tại của mình. Nhiều năm trước, Thầy Ajahn Chah của tôi ở Thái Lan đã giơ cao cái ly sành của ông và nói: "Các con hãy nhìn đây, cái ly này có một vết nứt." Tôi ghé mắt nhìn sát cái ly nhưng không hề thấy có vết nứt nào. "Hiện giờ thì chúng ta không nhìn thấy nó," thầy nói tiếp, "nhưng nó vẫn tồn tại. Một ngày nào đó sẽ có ai đó đánh rơi nó và vết nứt ấy sẽ hiện ra, làm vỡ cái ly của thầy. Đó là số phận của nó." "Nhưng nếu cái ly của thầy làm bằng nhựa," thầy giải thích tiếp, "thì số phận của nó sẽ khác đi và sẽ không có cái vết nứt vô hình đó. Các con có thể làm rớt nó, gõ nó, thậm chí là đá nó mà nó vẫn không bể. Vì nó không thể bể được nên các con sẽ không còn chú ý đến nó nữa. Nhưng chính vì cái cốc của thầy vốn dĩ dễ vỡ nên các con phải quan tâm đến nó." Tương tự như thế, thầy Ajahn Chah nhấn mạnh, cơ thể của chúng ta đều có sẵn một vết nứt trong đó. Ngày hôm nay chúng ta không nhìn thấy nó, nhưng nó đã tồn tại sẵn trong chúng ta. Đó chính là cái chết trong tương lai của chúng ta. Một ngày nào đó, tai nạn, thiên tai hay tuổi già sẽ đến. Khi đó, vết nứt ấy sẽ xuất hiện và chúng ta sẽ chết. Đó là số phận của tất cả chúng ta. Nếu chúng ta trường sinh mãi mãi, Ajahn Chah kết luận, nếu cuộc đời của chúng ta không bao giờ bị vỡ như cái ly nhựa kia, thì còn gì đáng chú ý đến nó nữa. Chính vì cuộc đời của chúng ta rất mong manh nên nó quý giá, và chính vì tất cả chúng ta đều phải chết nên chúng ta phải quan tâm đến cuộc đời của mình. Cũng như vậy, nếu bạn hiểu rằng mọi mối quan hệ tồn tại trong cuộc sống đều mong manh như cái ly sành kia, bạn càng phải quan tâm đến chúng nhiều hơn. Và chúng ta hạnh phúc khi cuộc đời luôn tồn tại vết nứt vô hình ấy, vì chính nó dạy cho chúng ta biết trân trọng niềm vui trong cuộc sống. Và một khi đã hiểu rằng một ngày nào đó mình sẽ chết đi, chúng ta càng trân quý hơn từng giây phút của cuộc sống. Hai quyển album. Nhiều người trong chúng ta thích dùng những cuốn album hình để lưu giữ những hình ảnh chụp lại thời khắc tươi đẹp, hạnh phúc nhất của đời mình. Đó có thể là một kỳ nghỉ hè trên biển tuyệt đẹp, ảnh tốt nghiệp đầy tự hào bên cha mẹ, hoặc những phút giây lãng mạn trong tiệc cưới. Ngược lại, chúng ta chẳng bao giờ lưu vào album những khoảnh khắc đau khổ trong cuộc sống. Chẳng hạn như khi bị phạt ngồi trong phòng hiệu trưởng lúc thức đêm học bài thi. Những người mà tôi quen biết chưa có ai ghi lại hình ảnh khi họ ra tòa ly dị, khi họ phải nhập viện vì bệnh nặng, hay lúc kẹt xe vào sáng thứ hai. Những hình ảnh đau khổ đó không bao giờ có mặt trong quyển album của chúng ta. Thế nhưng có một loại album rất đặc biệt mà chúng ta ai ai cũng lưu giữ trong tâm trí. Nó có tên ký ức. Nơi đó, chúng ta lưu lại rất nhiều hình ảnh tiêu cực. Đó có thể là một tích tắc về một khoảnh khắc gây gổ, là một chớp nhoáng hình ảnh của chính ta khi rơi vào thất vọng ê chề, thậm chí là những trường cảnh quay lại, những lần chúng ta bị đối xử tồi tệ. Quá hiếm khi, chúng ta lưu lại trong ký ức của mình những khoảnh khắc hạnh phúc. Thật là vô lý hết sức. Chúng ta cần phải thanh lọc quyển album tâm trí. Hãy xóa bỏ những khoảnh khắc tiêu cực, hãy viết chúng đi, và thay vào đó bằng những hình ảnh tươi đẹp mà chúng ta vẫn lưu giữ trong quyển album ngoài đời của mình. Để mỗi khi có thời gian rỗi, chúng ta sẽ mỉm cười khi nhớ lại những hình ảnh ấy trong tâm trí của mình. Là tốt hay là xấu, chuyện đó không ai biết chắc được. Chuyện kể rằng ngày xưa có một vị vua nọ đang đi săn thì bị đứt tay. Ngài bèn cho gọi viên ngự y vốn thường đi cùng trong những chuyến đi săn. Ngự y khám và băng bó vết thương cho nhà vua. Xong xuôi, nhà vua hỏi: "Vết thương sẽ lành chứ?" "Chuyện đó là tốt hay là xấu, không ai biết chắc được, thưa bệ hạ." Và họ tiếp tục cuộc săn bắn. Khi quay về kinh thành thì vết thương của nhà vua bị nhiễm trùng. Vì thế, Ngài lại cho gọi ngự y tới. Ngự y rửa sạch vết thương, cẩn trọng bôi lên đó một ít thuốc mỡ và băng bó lại. Khanh có chắc là vết thương sẽ ổn chứ? Nhà vua e ngại hỏi. Là tốt hay là xấu, chuyện đó không ai biết chắc được, thưa bệ hạ. Viên ngự y cũng đáp y hệt như lần trước, khiến nhà vua lo lắng. Nỗi lo của nhà vua đã quá thành sự thật khi ít ngày sau đó, ngón tay của ngài bị nhiễm trùng nặng đến nỗi viên ngự y phải cắt bỏ nó đi. Quá nổi giận vì sự bất tài của ngự y, đích thân nhà vua đã tống giam ông ta vào ngục tối. Này tên ngự y kia, giờ đây ở trong ngục tối, ngươi cảm thấy thế nào? Ở trong ngục là tốt hay là xấu, chuyện đó không ai biết chắc được, thưa bệ hạ. Viên ngự y bình thản đáp. Đúng là một kẻ vừa điên loạn vừa bất tài. Nhà vua thốt lên rồi bỏ đi. Vài tuần sau, khi vết thương đã lành, thì nhà vua lại tiếp tục đi săn. Mãi đuổi theo một con thú, ngài bỏ xa đoàn tùy tùng và bị lạc trong rừng sâu. Giữa lúc lang thang trong rừng, ngài bị một nhóm người bản địa bắt giữ. Hôm đó là ngày tế thần rừng, và họ đã tìm thấy vật tế của mình. Nhà vua bị nhóm người bản địa treo lên một cành cây to, trong khi gã thầy tu của họ bắt đầu ca hát, nhảy múa. Còn cả đám thì mài dao tế thần. Gã thầy tu cầm lấy con dao sáng loáng và chuẩn bị cắt cổ nhà vua, thì chợt thét lớn. Dừng lại! Người này chỉ có 9 ngón tay, nên không phải là vật tế thần hoàn hảo. Thả ông ta ra! Vài hôm sau, nhà vua tìm được đường về kinh thành và đi thẳng đến ngục tối để cảm ơn viên ngự y nọ. Ta cứ nghĩ Khanh là kẻ ngốc khi luôn miệng bảo rằng là tốt hay là xấu, chuyện đó không ai biết chắc được. Giờ thì ta đã nhận ra rằng Khanh nói đúng. Việc ta mất một ngón tay có thể là điều tốt, vì nó giúp ta giữ được tính mình. Ta thật tệ khi giam Khanh trong ngục tối. Tha lỗi cho ta. Thưa bệ hạ, sao ngài lại nói thế ạ? Nếu bệ hạ không giam thần vào ngục tối, thì hẳn thần đã tham gia chuyến đi săn ấy, và có lẽ đã bị bắt chung với bệ hạ rồi. Mà thần thì có đủ 10 ngón tay. Thế đây, là tốt hay là xấu, chuyện đó không ai biết chắc được. Mà đã không biết chắc thì làm sao có thể nói bừa được. Vấn đề là dẫu mọi việc không theo đúng kế hoạch mong muốn, dẫu cho kết quả trước mắt có bất nên hay không nên. Một lần nọ, khi tôi chấm dứt bài giảng ở Oslo, Na Uy, thì có một phụ nữ trẻ mà tôi chưa gặp bao giờ đã hỏi tôi một câu, đại ý rằng chúng ta làm thế nào mà quyết định được những việc quan trọng trong đời mình. Để mọi người có thể dễ hình dung, tôi quyết định trả lời thông qua một tình huống cụ thể. Chúng ta hãy giả sử một người đang quyết định xem mình có nên lấy người bạn trai của mình hay không. Cô gái tội nghiệp đỏ mặt vì ngượng ngùng, hai tay ôm đầu và bối rối quay sang người bạn trai đang ngồi bên cạnh. Các khán giả trong phòng được bột khoen cười ồ lên. Sau khi ngỏ lời xin lỗi, tôi đã chỉ cho mọi người biết một phương pháp cổ xưa giúp ta quyết định sự việc trong cuộc sống với một ý nghĩa hoàn toàn mới. Đó là tung đồng xu, sắp lấy, ngửa không lấy. Tuy nhiên, đừng vội vàng ra quyết định theo đúng kết quả đó, mà bạn hãy lắng nghe tiếng nói bên trong mình. Giả sử bạn là cô gái trong câu chuyện trên, nếu kết quả là sắp, tức là bạn lấy anh ta, thì liệu bạn có reo lên và mỉm cười vui sướng không? Hay bạn chỉ lẩm bẩm, chắc mình phải thử lại 2-3 lần coi sao, kèm theo cái cau mày thất vọng. Mới gần đây, tôi được nghe về một ý nghĩa khác của phương pháp cổ điển này. Đó là chúng ta phải lắng nghe phản ứng cảm xúc của mình trước kết quả tung đồng xu. Từ tình huống cụ thể này, tôi muốn khuyên các bạn rằng trong cuộc sống, các bạn nên chú ý vào những phản ứng cảm xúc của chính bạn, bởi vì chúng sẽ nói cho bạn biết rõ nhất điều bạn thật sự muốn làm. Và cho dẫu có là gì đi nữa, thì hãy cứ làm theo đúng như thế. Hãy hỏi chú chó của bạn. Chúng ta ai cũng yêu quý con vật mình nuôi. Chính vì thế mà một trong những quyết định khó khăn nhất mà người chủ vật nuôi sớm muộn gì cũng phải đối mặt, đó là liệu bạn có cho phép bác sĩ thú y kết thúc số phận của con vật đang bị ốm nặng hay không. Theo một góc nhìn nào đó, việc cho phép một người xa lạ giết chết con vật mà bạn yêu thương là một việc nghe có vẻ nhẫn tâm, và đối với các Phật tử thì điều này càng không thể chấp nhận được, vì nó vi phạm đến chuẩn mực đạo đức cốt lõi. Tuy vậy, nếu ta nhất định không cho con vật thoát khỏi sự đau đớn mà nó đang phải chịu đựng, thì lại càng tàn nhẫn hơn. Vậy nên chúng ta phải làm sao trước tình huống tiến thoái lưỡng nan này? Câu trả lời rất dễ. Hãy hỏi con vật nuôi của bạn. Judy mang con chó bị ung thư của mình trở lại gặp bác sĩ thú y, và người ta bảo với cô rằng họ chẳng thể làm gì hơn cho con chó của cô, ngoại trừ tiêm cho nó một mũi thuốc nhân đạo cuối cùng để nó ra đi nhẹ nhàng, thoát khỏi sự đau đớn. Thế là Judy đề nghị được ở lại một mình với con chó trong giây lát. Cô ẵm nó trong tay, nhìn sâu vào đôi mắt của nó và hỏi: "Cưng có muốn chết bây giờ không? Cưng có còn muốn chịu đựng căn bệnh ung thư thêm nữa không?" Khi bạn đã từng gắn bó đầy yêu thương với con vật mình nuôi trong suốt một thời gian, bạn sẽ hiểu rõ nó muốn gì. Judy cảm thấy rõ con chó nhỏ của mình chưa muốn ra đi. Thế là cô trả lời với bác sĩ thú y: "Không." Người bác sĩ thú y nổi giận. Những Phật tử như cô thật là tàn nhẫn và ngu ngốc. Nhưng ông ta không làm được gì cả, và Judy mang con chó của cô về. Vài tháng sau, Judy mang con chó đó trở lại gặp bác sĩ thú y. Nó đã tự mình vượt qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo đó, cũng như rất nhiều người chúng ta bỗng khỏe mạnh trở lại khi bị ung thư. Người bác sĩ thú y vô cùng ngạc nhiên, và sau khi kiểm tra tổng quát con chó cẩn thận, ông nói: "Những Phật tử như cô thật giàu tình thương và khôn ngoan. Chúng ta không có trách nhiệm quyết định cuộc đời hay sinh mệnh của người khác, thậm chí là cuộc đời của con vật. Nhiệm vụ của chúng ta là hãy hỏi chính con vật đó, và bất kỳ ai yêu thương con vật mình nuôi cũng sẽ hiểu ra câu trả lời của chúng. Hãy nhớ rằng quyền quyết định nằm ở chính con vật đó, chứ không phải ở chúng ta, và chúng hiểu chúng muốn gì. Chăm sóc, chứ không chỉ là chữa trị." Tôi tu và sống ở Bết từ năm 1983. Suốt gần ấy năm, những gia đình Phật tử trong vùng tôn trọng và tin tưởng nơi tôi đến nỗi tôi được các nam nữ thanh niên trẻ tuổi xem như người ông thiêng liêng. Họ thường đến chùa để chia sẻ với tôi những bí mật mà họ không bao giờ nói cho cha mẹ biết. Trong số họ, có một bác sĩ trẻ từng buồn rầu đến gặp tôi. Anh ta vừa bắt đầu thực tập chuyên môn tại một trong các bệnh viện lớn của Perth. Một ngày trước đó, anh mất đi bệnh nhân đầu tiên của mình. Đó là một ca nguy kịch. Đó là một nữ bệnh nhân trẻ, và anh phải báo cho người chồng trẻ biết rằng vợ của anh ta đã qua đời, rằng hai đứa trẻ đã mất mẹ. Người bác sĩ trẻ cảm thấy mình vô cùng có lỗi vì đã không giúp được gia đình đó. Dĩ nhiên là anh bác sĩ không có lỗi gì, và anh đã làm hết sức có thể để giúp bệnh nhân về mặt y khoa. Lý do khiến anh cảm thấy mình thất bại nằm ở chỗ khác, và đó là điều mà tôi đã tìm cách chia sẻ với anh ta. Nếu anh nghĩ trách nhiệm của một người thầy thuốc là bằng mọi giá chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân, thì anh sẽ luôn phải chịu đựng cảm giác thất bại. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh sẽ chứng kiến nhiều bệnh nhân của mình qua đời. Nhưng nếu anh chấp nhận rằng trách nhiệm chính của mình là chăm sóc bệnh nhân, anh sẽ không bao giờ phải cảm thấy mình thất bại. Ngay cả khi không thể cứu họ, anh cũng đã chăm sóc cho họ. Vì bác sĩ trẻ đó là một người thông minh. Anh đã hiểu ngay lập tức điều tôi muốn nói và chẳng mấy chốc trở thành một bác sĩ giỏi hơn. Mục tiêu chính của anh bây giờ là chăm sóc cho bệnh nhân. Và nếu bệnh nhân khỏi bệnh thì đó là một phần thưởng tuyệt vời. Còn bằng nếu chẳng may họ không qua khỏi thì ít nhiều họ cũng ra đi trong vòng tay chăm sóc ấm áp của anh. Trong xã hội ngày nay, nhiều bác sĩ đã tìm mọi cách cứu sống bệnh nhân trong tuyệt vọng, trong khi cái chết là hiển nhiên. Chưa kể việc nỗ lực quá sức ấy có thể khiến bệnh nhân sợ hãi, đau đớn. Đó là vì chúng ta vẫn coi trọng việc cứu người hơn là chăm sóc người. Nếu chúng ta chú trọng vào việc chăm sóc với mức độ tương đương với việc chữa trị, đồng thời tiến hành song song hai việc này, thì có lẽ không chỉ khiến cho những giây phút cuối cùng của bệnh nhân trở nên bình an và dễ chịu hơn, mà còn có thể chữa lành cho nhiều bệnh nhân hơn nữa. Ly sữa và 2 cái bánh quy. Một bác sĩ phẫu thuật tại một bệnh viện nổi tiếng của Hoa Kỳ xem xét hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân nữ. Bệnh ung thư của bà đã vào thời kỳ cuối và tất cả các bệnh viện trong vùng đã bỏ cuộc. Mọi phương pháp điều trị đều phức tạp, tốn kém. Trong khi đó, cơ hội sống của bệnh nhân là rất mong manh. Sau khi đã kiểm tra mọi chi tiết, sau khi đã hỏi han thêm được vài điều, ông quyết định tiếp nhận ca đó. Các bạn bè của bác sĩ rất ngạc nhiên khi thấy ông sẵn sàng tìm mọi nguồn giúp đỡ để chữa trị cho người phụ nữ đó. Ông gọi khắp nơi để mời các chuyên gia hàng đầu từ khắp mọi đất nước và dành rất nhiều thời gian, công sức để giúp đỡ cho bệnh nhân. Cuối cùng, sự nỗ lực phi thường đó của ông đã được đền đáp. Sau nhiều tháng trời, ông đã có thể kết luận bệnh nhân hoàn toàn bình phục và có thể sống thêm nhiều năm hạnh phúc, khiến cho người đó quá đỗi sung sướng. Vài hôm sau, bà nhận được hóa đơn viện phí từ bệnh viện. Bà mở thư mà lòng cứ nơm nớp lo lắng, nghĩ rằng hẳn số tiền phải lên đến hàng trăm ngàn đô la. Thay vào đó, bà chỉ thấy dòng chữ viết tay của người bác sĩ nọ rằng đã thanh toán 25 năm trước bằng 1 ly sữa và 2 cái bánh quy. Thì ra 25 năm trước, người bác sĩ nọ chỉ là một sinh viên y khoa nghèo đang kiếm tiền trả học phí bằng những công việc làm thêm lặt vặt. Một trong những công việc đó là đi tiếp thị hàng hóa đến nhà người tiêu dùng. Một buổi chiều nóng nực nọ, sau khi đã đi cả ngày mà không bán được gì, anh gõ cửa một căn nhà nọ và một người phụ nữ đã ra mở cửa. Cô lắng nghe lời rao hàng mệt mỏi của anh và từ chối mua hàng. Nhưng khi nhìn vào mắt của cậu sinh viên, cô đã hỏi: "Thế em đã ăn gì chưa?" "Dạ chưa, chỉ có lót dạ chút đỉnh buổi sáng thôi ạ." "Thế thì em đợi tôi ở đây nhé." Người phụ nữ nói và nhanh chóng quay trở lại với 1 ly sữa và 2 cái bánh quy cho cậu sinh viên y khoa đang kiệt sức. 25 năm sau, người sinh viên ấy đã trở thành một bác sĩ phẫu thuật cao cấp tại một bệnh viện danh tiếng. Khi nghiên cứu hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, ông đã nhận ra bà qua cái tên. Ông cũng gọi cho một số nơi và biết chắc bà chỉ là người phụ nữ tốt bụng năm xưa. Và để tỏ lòng biết ơn đối với sự tử tế ngày đó của bà mà ông không bao giờ quên, vì bác sĩ đã làm hết mình để giúp bà thoát khỏi căn bệnh ung thư. Thậm chí ông còn trả cả viện phí cho bà. Tâm sự của một người chào hàng. Câu chuyện trên có một chi tiết làm tôi liên hệ đến bản thân mình. Hồi còn là sinh viên và từng có một mái tóc dài hơn bây giờ rất nhiều, tôi cũng từng làm thêm những việc lặt vặt trong các kỳ nghỉ để lo toan chuyện tiền nong. Và một trong những công việc đó là gõ cửa từng ngôi nhà để chào bán những bộ sách từ điển bách khoa cho trẻ nhỏ. Để làm việc này, trước hết tôi phải học thuộc lòng một đoạn giới thiệu sản phẩm có nội dung mang đầy tính chất vấn với hàm ý thuyết phục các bậc cha mẹ rằng Nếu họ không mua món đồ chứa đựng vô vàn những tri thức vĩ đại của nhân loại, thì chẳng khác nào đã khước từ một cơ hội giáo dục tuyệt vời cho đứa con thân yêu. Tôi còn được hướng dẫn cách sử dụng những chiêu gây áp lực tâm lý nhằm khiến cha mẹ cảm thấy tội lỗi như thể họ đã trở thành những kẻ ngược đãi trẻ em, một khi đưa ra lựa chọn vô trách nhiệm là không mua bộ sách giáo dục này. Bán hàng kiểu đó thật là vô lương tâm. Tôi biết chứ. Nhưng là con người, tôi từng có thời vừa trẻ dại vừa tuyệt vọng. Ngày đầu đi chào hàng, tôi bán được một bộ sách cho một cặp vợ chồng trẻ có hai con nhỏ. Gia đình họ vừa chuyển vào căn nhà mới. Ngay đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt cho yên được. Tôi cứ trằn trọc nghĩ về cảnh cặp cha mẹ nọ phải vật lộn vì kinh tế gia đình. Sau khi vừa mua phải một bộ sách ngớ ngẩn, tầm phào với cái giá đắt đỏ, tôi thấy vô cùng tội lỗi. Tôi bỏ việc ngay sáng hôm sau. Suốt nhiều năm sau, tôi vẫn còn cảm thấy ân hận vì sự vụ đó. Cho đến khi nhập thất tu hành, tôi mới học cách tự tha thứ và buông bỏ những gì tiêu cực. Xét cho cùng, trải nghiệm đó thuộc về thời tóc dài nông nổi của tôi kia mà. Tôi đã từng đề cập đến trải nghiệm này trong một buổi nói chuyện vào đêm thứ Sáu ở thành phố Perth, làm ví dụ cho đề tài sự tha thứ. Sau đó, một phụ nữ trẻ vào khoảng cuối độ tuổi đôi mươi đến gặp tôi. Cô tâm sự: "Chắc là thầy không tin con đâu, nhưng chuyện của con là thật đấy." Cô nói tiếp: "Hồi cô còn nhỏ và sống ở London với gia đình, có lần một anh sinh viên tóc dài đến nhà bán cho ba mẹ con một bộ từ điển bách khoa cho trẻ nhỏ. Con đã yêu những cuốn sách đó." Cô ấy nồng nhiệt kể: "Đó là những cuốn sách mà con thích nhất. Có lẽ anh sinh viên đó không phải là thầy đâu, nhưng hôm nay cô vẫn cảm ơn thầy rất nhiều." Tôi chết lặng. Theo những gì mà tôi hiểu được về sự vận động của vũ trụ này, tôi khá chắc rằng tôi chính là người đã bán cho cha mẹ cô gái mấy cuốn sách đó. Bí quyết để hôn nhân hạnh phúc. Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao có rất nhiều hôn lễ được cha xứ hoặc được nhà sư chủ trì, trong khi những người chủ trì đó lại độc thân? Bản thân tôi đã từng đứng ra làm lễ cưới cho rất nhiều người. Có một lần tôi tổ chức đám cưới cho Phật tử và được đăng hình trên tạp chí Hello, phiên bản của Malaysia. Trong lễ cưới, tôi phải đưa ra cho cặp vợ chồng son đang chìm đắm trong tình yêu và lời khuyên thiết thực. Tôi làm việc đó vì không muốn sau này đôi vợ chồng đó sẽ làm phiền tôi vì những rắc rối trong hôn nhân. Thế là trong buổi lễ, tôi đã kể cho họ nghe bí quyết để sống hạnh phúc cho hôn nhân, để sau này họ cho tôi được yên thân. Như vậy thì tôi hạnh phúc mà họ cũng hạnh phúc, đôi bên đều có lợi. Vậy bí quyết để hôn nhân được hạnh phúc là gì? Ngay khi đôi vợ chồng vừa trao nhẫn cưới cho nhau, tôi nhìn vào mắt cô dâu và nói: "Vợ con đã là một phụ nữ có chồng. Kể từ giờ phút này, con không bao giờ được nghĩ đến bản thân mình nữa." Cô gái lập tức gật đầu và mỉm cười dịu dàng. Sau đó, tôi nhìn chú rể và nói: "Vợ con đã là một người đàn ông có vợ. Con cũng không được nghĩ đến bản thân mình nữa." Tôi không hiểu có phải đây là thói quen của nam giới hay không, bởi vì các chú rể thường dừng lại vài giây trước khi nói "vâng ạ." Vẫn nhìn chú rể, tôi nói tiếp: "Và kể từ giây phút này, con không bao giờ được nghĩ đến vợ của mình nữa." Rồi tôi lập tức quay sang cô dâu và nói: "Con cũng không được phép nghĩ đến chồng của mình nữa." Tôi rất thích nhìn những gương mặt lúng túng của các đôi vợ chồng mới cưới khi nghe những gì tôi khuyên. Không cần phải suy diễn gì, bạn hẳn nhiên đã dễ dàng nhận ra được điều họ đang nghĩ trong đầu. "Cái ông thầy tu khùng điên này muốn gì đây chứ?" Làm cho người khác bị lúng túng là một phương pháp giảng dạy rất hiệu quả. Một khi đối tượng muốn tìm ra đáp án, thì bạn sẽ dễ dàng hướng dẫn cho họ qua câu trả lời vì họ rất chú tâm. Bây giờ tôi mới giải thích. Một khi đã lập gia đình, mỗi người không nên nghĩ đến bản thân nữa, vì nếu không sẽ chẳng bên nào đóng góp vào cuộc hôn nhân của mình. Và mỗi người cũng không nên chỉ nghĩ đến người bạn đời của mình, vì như thế thì mỗi bên sẽ chỉ biết cho đi và cho đi vào người kia, cho đến khi không còn gì để cho vào cuộc hôn nhân nữa. Thay vào đó, một khi đã lập gia đình, cả hai chỉ nên nghĩ đến chúng ta. Có vậy cả hai mới đích thực là ở trong cùng một cuộc hôn nhân. Cặp vợ chồng quay sang nhìn nhau và mỉm cười. Họ đã hiểu vấn đề ngay lập tức. Hôn nhân tức là chúng ta, chứ không phải chỉ riêng anh hay chỉ riêng em. Để chắc chắn họ đã hiểu bí quyết ấy, tôi bèn hỏi: thế thì mọi vấn đề phát sinh trong hôn nhân là của ai? Họ đồng thanh đáp: của chúng con ạ. Tốt lắm, tôi mỉm cười đáp. Trong hôn nhân, nếu có một vấn đề nảy sinh và bạn nghĩ rằng đó là vấn đề của người bạn đời, bạn sẽ không tham gia để tìm ra giải pháp. Còn nếu bạn nghĩ đó là vấn đề của riêng bạn, bạn sẽ bỏ qua một nửa của giải pháp. Nhưng nếu mọi khó khăn đều được coi là vấn đề của chúng ta, các bạn sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp. Và chính điều đó sẽ tạo ra một cuộc hôn nhân hạnh phúc đầm ấm. Uống rượu say mà lái xe thì tai hại như vậy đó. Cách đây vài năm, một thanh niên ở Sydney lái xe về nhà sau buổi liên hoan công ty. Lúc đó, anh ta đã hơi quá chén, nhưng vẫn tin rằng mình có nhiều cơ may sẽ không bị cảnh sát thổi phạt. Đêm đó, cảnh sát Sydney dựng một rào chắn trên một tuyến đường đông người qua lại để kiểm tra độ cồn của tất cả các tài xế. Không may, trạm kiểm soát đó lại nằm trên con đường về nhà của người thanh niên đó, và anh ta bị bắt lại. Trong lúc xếp hàng chờ thử độ cồn, anh ta tự nhủ mình sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí có thể sẽ bị tước bằng lái. Anh ta nguyền rủa vận xui của mình, và tất cả những gì anh ta có thể làm là chờ đợi những cảm giác đau khổ và xấu hổ đang sắp trực trào mà không thể tránh khỏi được. Anh ta cảm tưởng như thể bản thân sắp bị bóng tối số mệnh nuốt chửng mất. Chẳng mấy chốc đã đến lượt anh ta. Người cảnh sát bảo anh bước ra khỏi xe và đưa cho anh một dụng cụ để thổi hơi vào đó. Ngay lúc này, có một tiếng động lớn do đụng xe gây ra. Một chiếc xe đang đà chạy đến gần rào chắn mới đột ngột dừng lại, khiến người lái xe ở phía sau không kịp đạp thắng, đâm vào phía sau của chiếc xe phía trước. Viên cảnh sát nghe thấy tiếng động, bèn lấy lại dụng cụ thử độ cồn và nói với anh chàng đang lo lắng của chúng ta rằng: tôi phải giải quyết vụ tai nạn này vì nó quan trọng hơn chuyện thử cồn của anh. Thôi, anh hãy quay về xe và đi đi. Thế là anh thanh niên may mắn thoát nạn chỉ trong giây lát. Anh ta nhảy lên xe và lái xe về nhà, lòng vui sướng ca hát suốt dọc đường. Sáng hôm sau, có ai đó nhấn chuông cửa ầm ĩ khiến anh ta thức giấc. Anh ta bò ra khỏi giường mà đầu đau như búa bổ, hậu quả nhãn tiền của cuộc chè chén đêm qua. Vài phút sau, anh ta mở cửa và thấy hai người cảnh sát đang đứng trước nhà. Thoạt đầu anh ta hơi giật mình, nhưng rồi lại nghĩ: họ không thể bắt mình được, mình đâu có đang lái xe. Chào anh. Chào các anh, có việc gì thế ạ? Anh có thể vui lòng cho chúng tôi kiểm tra nhà để xe của anh không? Người thanh niên tin chắc mình không giấu giếm thứ gì trong nhà xe, nên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dĩ nhiên là được chứ, tôi lúc nào cũng hỗ trợ cảnh sát địa phương. Anh ta đáp. Hãy theo tôi. Và người thanh niên tự tin bước về phía nhà để xe. Khi mở cửa nhà xe, Mặt anh ta bỗng trở nên trắng bệch, môi thì run rẩy và mắt thì gần như sắp lọt ra ngoài. Vì ngay trong nhà xe, trước mắt anh ta là một chiếc xe cảnh sát. Nghĩa là đêm qua anh ta đã lấy nhầm xe về nhà. Hậu quả thứ hai là đây. Cho nên tôi chỉ có thể nói rằng uống rượu say mà lái xe thì tai hại như vậy đó. Cội nguồn của tham, sân, si. Ngày xưa, có một ni cô sống rất thanh đạm trong một hang đá với vài vật dụng cá nhân. Mỗi buổi sáng, ni cô mang một cái bình bát đến ngôi làng gần đó để xin thức ăn dùng trong ngày và có rất nhiều thời gian để thiền, học tập và rao giảng những gì bà biết cho dân làng trong vùng. Một buổi sáng, sau khi đi khất thực về, Nico phát hiện một cái lỗ rách trong cái áo choàng của mình. Đây không phải là lần đầu chuyện này xảy ra, vì trong hang nơi bà sống có rất nhiều chuột. Thế là Nico đi tìm một miếng vải nhỏ để vá áo. Trong lúc vá áo, Nico nghĩ nếu mình có một con mèo, ắt hẳn sẽ không còn lũ chuột nữa. Thế là hôm sau, Nico hỏi xin dân làng một con mèo và họ đã cho bà một con mèo khôn ngoan, có màu nâu, hệt như cái áo mà bà đang mặc. Nhưng rồi con mèo cần sữa và cá. Thế là sáng nào Nico cũng hỏi xin dân làng thêm những thứ đó. Một buổi sáng, Nico nghĩ nếu mình có một con bò, bà sẽ không phải xin sữa cho con mèo và nó sẽ giúp bà đuổi lũ chuột. Thế là Nico bèn hỏi xin một trong các vị mạnh thường quân giàu có một con bò. Khi đã có con bò, Nico phải có cỏ cho nó ăn. Thế là bà xin cỏ của dân làng để nuôi con bò, để lấy sữa cho con mèo bắt chuột, để lũ chuột không cắn áo của bà. Được vài ngày, Nico nghĩ nếu bà có một cánh đồng của riêng mình, bà sẽ không còn phải làm phiền đến những người dân làng nghèo khó mỗi ngày để có cỏ. Thế là bà tổ chức quyên góp để mua bãi cỏ bên cạnh, để lấy cỏ nuôi bò, lấy sữa cho con mèo bắt chuột, để lũ chuột không cắn áo của bà. Thế là hàng ngày, Nico mất rất nhiều thời gian trên đồng cỏ để vắt sữa bò. Do đó, Nico nghĩ nếu mình có một chú bé giúp việc thì tốt biết mấy, vì chú sẽ làm tất cả mọi thứ cho bà. Đáp lại, Nico sẽ giảng dạy cho chú điều hay, lẽ phải và dạy chữ cho chú. Dân làng bèn chọn ra một chú bé xuất thân từ gia đình nghèo khó để chăm nom đồng cỏ cho Nico, để bà có sữa bò mà nuôi mèo, để con mèo bắt chuột và lũ chuột không cắn rách áo của bà. Từ lúc đó, Nico cũng nhận thấy dân làng bắt đầu né tránh bà. Họ sợ mỗi khi gặp mặt, bà sẽ lại yêu cầu một thứ gì đó. Ngay cả khi thấy một con bò nâu băng ngang đường, họ cũng nghĩ đó là Nico nên trốn vào nhà, then cài cửa đóng và buông rèm kín mít. Một lần nọ, có một người dân làng đến hỏi Nico chỉ dạy về thiền. Bà đáp, "Xin lỗi, để lúc khác nhé, tôi đang bận lắm. Tôi phải kiểm tra túp lều đang xây cho chú bé. Người đã giúp tôi chăm nom đồng cỏ để có cỏ cho bò ăn, có sữa cho mèo tôi uống mà đuổi chuột không cho chúng cắn rách áo của tôi." Nói đến đây, Nico chợt chú ý đến những gì mình nói và nhận ra cội nguồn của tham, sân, si chính là từ đây mà ra. Thế là Nico nhờ dân làng đến dỡ túp lều xuống, trả chú bé về với gia đình, trao lại cho dân làng con bò và cánh đồng. Đồng thời, tìm một gia đình nhận nuôi con mèo. Vài hôm sau, Nico trở lại với đời sống giản dị của mình, chỉ với vài món vật dụng trong hang đá. Một buổi sáng, sau khi đi khất thực quanh làng về, Nico chợt nhận ra lũ chuột đã cắn thủng một lỗ trên áo của bà, và bà đã vui vẻ vá một miếng vá khác. Tìm về chốn bình yên. Có người đã gửi cho tôi câu chuyện này và tôi xin được kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện xoay quanh một việc chú chó rất thông minh đã tìm cách thoát khỏi áp lực của cuộc sống hiện đại. Một phụ nữ nọ sống ở ngoại ô vừa đi mua sắm về. Chị ta vừa mở cửa thì bỗng thấy có một con chó to từ đâu xuất hiện chạy vội vào nhà. Khi chị ta vừa bỏ giỏ xuống thì con chó đã cuộn tròn trong góc phòng và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đó là giống chó Labrador, được cắt tỉa lông cẩn thận, thêm cái vòng cổ tươm tất nên ắt hẳn không phải là loại chó hoang đi lạc. Người phụ nữ tốt bụng vốn thích chó, đặc biệt là con chó này. Thế nên chị ta cứ để nó ở lại trong nhà. Khoảng chừng 2 giờ sau đó, con chó tỉnh dậy và người phụ nữ để nó ra đi. Ngày hôm sau, con chó lại quay trở lại nhà của người phụ nữ nọ và chị ta lại cho nó vào. Nó đến ngay góc nhà yên tĩnh, cuộn tròn lại và cứ thế ngủ ngon cũng trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Việc này lặp lại thêm vài lần nữa. Người phụ nữ bắt đầu tự hỏi con chó đáng yêu này đang sống ở đâu và vì sao nó cứ quay trở lại nhà chị. Thế là chị bèn viết một mẩu giấy, gấp lại cẩn thận và lòn vào vòng cổ của nó. Trong mẩu giấy chị viết đại loại như sau: đã 5 hôm rồi, chiều nào con chó của anh hoặc chị cũng đến nhà tôi. Nó chẳng làm gì mà chỉ ngủ thật yên lặng. Thật là một con chó ngoan và đáng yêu. Tôi không hề phiền lòng vì điều này chút nào. Tôi tự hỏi không biết nó sống ở đâu và vì sao nó cứ đến nhà tôi mãi. Ngày hôm sau, con chó quay lại chỗ ngủ của nó trong góc nhà. Trên cổ nó là một mẩu giấy có viết: con chó của tôi sống trong một căn nhà ồn ào, vợ thì hay càu nhàu và chúng tôi có đến 4 đứa con. Trong đó có 2 đứa dưới 5 tuổi. Nó đến nhà cô để tận hưởng không gian yên tĩnh và ngủ cho yên giấc. Liệu tôi có thể đến cùng nó không nhỉ? Hành trình đến Hy Mã Lạp Sơn của tôi. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy hình ảnh của dãy Hy Mã Lạp Sơn là khi còn đi học ở London. Dãy núi thật hùng vĩ, hoang dã và quyến rũ đến nỗi tôi quyết định là một ngày nào đó sẽ tự mình đến thăm nơi này. Mùa hè năm 1973, sau khi tốt nghiệp đại học và bắt đầu công việc giảng dạy, tôi đã khởi hành từ nhà ga Victoria ở London đi Ấn Độ và đến đỉnh Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ. 2 tuần sau, tôi đã có mặt tại Ấn Độ, nơi ngày nào cũng mưa. Nếu kiểm tra trước khi đi, thì tôi đã biết đây là thời điểm gió mùa hoạt động mạnh trên tiểu lục địa này. Ngay cả khi đã đến vùng phương Bắc xa xôi như Kathmandu, Nepal, thì tôi cũng chỉ thấy trên trời toàn mây mưa, chứ chẳng thấy dãy Hy Mã Lạp Sơn đâu. Vậy là tôi đành từ bỏ hy vọng được nhìn thấy ngọn núi hùng vĩ nhất thế giới. May thay, ở cái xứ sở kỳ lạ này có rất nhiều thứ để làm. Một hôm, tại Kathmandu, có đôi vợ chồng người Mỹ cho tôi biết có chiếc xe chuyên chở thư đi về phía Bắc, hướng biên giới giáp Tây Tạng, và khách du lịch có thể quá giang xe mà chỉ mất có vài rúp, vài rupee. Đó là một địa điểm hấp dẫn. Thế là sáng hôm sau, tôi đã có mặt trên chiếc xe đó, lên đường đi về phương Bắc. Khoảng 1 giờ trưa, bác tài xế dừng xe ăn trưa ở một ngôi làng nhỏ ven núi. Thế là cặp vợ chồng người Mỹ nọ đề nghị tôi cùng họ leo lên ngọn đồi nhỏ gần đó trong lúc chờ bác tài xế dùng bữa. 15 phút sau, khi chúng tôi đã lên tới đỉnh đồi, thì mây bắt đầu tản ra. Và lần đầu tiên trong đời, tôi có thể tận mắt nhìn thấy dãy Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ giữa bầu trời quang đãng. Cảnh tượng thật ấn tượng và khiến tôi thấy nghẹt thở hơn gấp mấy lần việc phải leo đồi. Thế nhưng, tôi lại để quên máy chụp ảnh ở trên xe. Tôi bèn chạy nhanh xuống đồi để lấy máy và trở lại đỉnh đồi thật nhanh. Khi tôi vừa lên đến đỉnh, thì mây lại bao phủ khắp nơi, khiến tôi bị hụt mất cơ hội ngắm cảnh. Chỉ trong vòng có mấy giây chạy đi mà tôi không còn được nhìn thấy dãy núi nữa. Cặp vợ chồng người Mỹ nãy giờ chỉ ngồi yên ngắm cảnh, bèn quay sang hỏi, nãy giờ tôi đi đâu? Sau đó, tệ hơn hết, họ tả lại cho tôi nghe từng chi tiết một về quang cảnh tuyệt vời mà tôi đã bỏ lỡ. Tôi tự thấy mình thật là ngu ngốc, vì quay xuống dưới kia để lấy máy chụp ảnh mà tôi đã phải đánh đổi cơ hội được ngắm nhìn một phong cảnh tuyệt đẹp. Nhưng đồng thời tôi cũng nhận ra rằng khi chúng ta cố gắng để lưu lại một khoảnh khắc nào đó bằng hình ảnh hay chữ nghĩa, thì khoảnh khắc đó sẽ vụt mất khỏi tay bạn và bạn sẽ bỏ lỡ sự tuyệt diệu của nó. Cũng giống như dãy Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ, những khoảnh khắc kỳ diệu trong đời của chúng ta là để trải nghiệm và cảm nhận, chứ không phải để bị giam cầm trong các phương tiện kỹ thuật. Dẫu sao thì, một khi đã chứng kiến, tâm trí chúng ta sẽ không bao giờ quên được những khoảnh khắc tuyệt mỹ của tự nhiên. Vậy thì sao còn phải ghi hình chúng nữa? Có người đang dõi theo bạn. Trong xã hội thời xa xưa, một người thầy thông thái sẽ dạy cho một nhóm học trò tất cả những gì họ cần biết trong đời. Chuyện này đã xảy ra với một trong những người thầy thông thái, có 12 học trò đang chuẩn bị tốt nghiệp. Ông cũng có một cô con gái xinh đẹp mà tất cả 12 người học trò đó đều tỏ sự quan tâm. Một hôm, ông thông báo cho các học trò biết mình đang gặp 2 vấn đề khó khăn. Một là ông phải tìm chồng cho cô con gái, và theo truyền thống thời bấy giờ, đó phải là một trong số họ. Tuy vậy, ông lại không biết ai là người tốt nhất để chọn gả con gái cho. Vấn đề thứ hai là ông phải chi trả cho lễ cưới hoành tráng và mua cho đôi trẻ một căn nhà mới cùng các vật dụng trong nhà. Nhưng ông lại không có tiền. Để giải quyết cả 2 vấn đề đó, người thầy bèn thông báo một cuộc thi. Ông bảo các học trò của mình phải lẻn vào làng lúc nửa đêm và ăn trộm tất cả những gì họ có thể lấy được, miễn là đừng để một ai bắt gặp. Sau đó, họ phải mang tất cả những thứ đó về cho ông. Người học trò nào làm theo hướng dẫn của ông và lấy trộm được nhiều thứ nhất sẽ được ông gả con gái cho, và tất cả những thứ ăn trộm được có giá trị sẽ dành cho đôi vợ chồng trẻ. Vốn dĩ người thầy này là một con người đạo đức, vì thế các học trò của ông rất ngạc nhiên khi nghe thầy yêu cầu họ đi ăn trộm. Tuy nhiên, thời đó các học trò đều thề sẽ tuân theo lời thầy, cho nên họ phải chấp nhận cuộc thi. Hoặc cũng có thể vì họ quá si mê con gái của thầy nên bị mù mắt chăng? Suốt 7 ngày sau đó, cứ tối đến là những người học trò ngoan ngoãn lại lẻn vào làng để ăn trộm tất cả những gì họ có thể lấy được và mang về cho thầy của mình. người thầy cẩn thận ghi nhận xem từng người đã lấy được những gì và lấy từ đâu. Thật kỳ lạ, không có trò nào bị chủ nhà phát hiện. Đến cuối tuần, người thầy bèn tụ họp tất cả học trò lại và công bố kết quả. Các con đã trộm được rất nhiều thứ, đủ để bất kỳ cặp vợ chồng nào cũng có thể bắt đầu cuộc sống riêng của mình. Trừ có một trò là chẳng mang thứ gì về cả. Con hãy cho ta biết vì sao. Người học trò rụt rè tiến lên và bảo: Thưa thầy, vì không phải làm theo lời dặn của thầy ạ. Ý con là sao? Ta đã dặn các con phải đi ăn trộm và mang các thứ đó về đây kia mà. Thưa thầy, đúng vậy, người học trò rụt rè đáp. Nhưng thầy cũng dặn chúng con là không được để ai nhìn thấy. Con đã lẻn vào rất nhiều nhà vào lúc 2 giờ sáng, khi mọi người đều ngủ say. Nhưng lần nào cũng vậy, con chẳng lấy được gì, vì con nhận thấy có người đang nhìn mình. Thế nên con đã về Tây không, thưa thầy? Con bảo mọi người đều ngủ say, vậy ai nhìn thấy con kia chứ? Chính là bản thân con, thưa thầy. Con có thể thấy mình đang trộm cắp, vì vậy mà con đã không lấy được thứ gì cả. Giỏi lắm, giỏi lắm, người thầy vui vẻ thốt lên. Ít ra thì ta cũng có một trò thông thái đã biết lắng nghe những gì ta đã dạy suốt mấy mươi năm nay. Tất cả các trò còn lại đều khờ dại. Các trò hãy mang tất cả những thứ này trả lại cho chủ nhân của chúng. Họ sẽ không trừng phạt các trò đâu, vì ta đã báo cho họ biết trước về cuộc thi này. Chính vì thế mà tất cả các trò đều không bị bắt gặp khi trộm. Hãy nhớ rằng, bất cứ việc gì vô đạo đức mà các trò làm đều luôn có một người biết tới. Đó chính là bản thân các trò. Chính vì biết việc mình đã làm gì nên các trò mới cảm thấy xấu xa và bị dằn vặt. Sau đó, người học trò khôn ngoan ấy đã cưới cô con gái của người thầy. Còn người thầy đã tổ chức cho họ một đám cưới linh đình và cho họ một ngôi nhà khang trang như mơ. Và bởi người chồng này là người thực sự thông thái, nên vợ chồng họ đã sống hạnh phúc với nhau suốt đời. Học hỏi về trí tuệ cảm xúc từ các chuyên gia. Hồi còn học ở Cambridge, có vài người bạn kể cho tôi nghe là họ đang làm tình nguyện viên tại một bệnh viện địa phương chuyên chăm sóc cho người bị khuyết tật thần kinh. Là một Phật tử, tôi nghĩ mình cũng nên tham gia việc tình nguyện này. Mỗi chiều thứ Năm, tôi bắt xe buýt đi từ Cambridge đến bệnh viện Fulbourn để làm tình nguyện tại khoa trị liệu chuyên biệt dành cho những người mắc hội chứng đau. Sau vài tuần thì các bạn tôi không làm việc này nữa, còn tôi đã tiếp tục trong suốt 2 năm. Ngay cả khi việc học chuyên ngành vật lý lý thuyết đã chiếm gần hết thời gian rỗi rãi của mình, tất nhiên là đã trừ ra khoảng thời gian rộng rãi tôi dành cho các hoạt động quan hệ xã hội, tôi vẫn không bỏ một buổi tình nguyện nào. Tôi luôn đến thăm các bạn của mình, những người bị đau. Tôi thực sự yêu quý những buổi chiều thứ Năm ấy. Tôi đã bị bất ngờ trước trí tuệ cảm xúc của những con người này. Chỉ cần tôi xuất hiện với vẻ ngoài rã rời vì tối qua đã tham dự một bữa tiệc tùng khuya, hay cảm thấy tuyệt vọng vì vừa chia tay với bạn gái, họ đều nhận ra ngay các biểu hiện cảm xúc tiêu cực ở tôi. Họ ôm tôi và dành cho tôi nụ cười chân thành, đủ để khiến mọi trái tim tan chảy. Trái tim của họ cởi mở và giản đơn, không như trái tim tôi. Đó là vào đầu thập niên 70 của thế kỷ 20. Vậy nên được một người cùng giới ôm chầm lấy ngay trước mặt nhiều người, ít nhiều tôi thấy kỳ cục, khó chịu. Nhưng niềm an vui thơ ngây xuất hiện trên khuôn mặt của tất cả những người bạn đặc biệt này đã dạy tôi biết cách thả lỏng cơ thể và hòa vào niềm an vui của họ. Cuộc sống ở bệnh viện Fulbourn rất giản dị nhất là về những người thấu hiểu về thế giới cảm xúc. Nơi này quá khác so với môi trường học tập ở Đại học Cambridge, nơi mà bất cứ con người kiệt xuất nào cũng là chuyên gia trong mọi lĩnh vực nhưng lại không thấu thị được thế giới cảm xúc xung quanh. Sau 2 năm làm tình nguyện viên tại Bệnh viện Fulbourn, tôi gặt hái được nhiều kinh nghiệm đến mức và một ngày thứ năm nọ, trưởng khoa trị liệu chuyên biệt đã chỉ định tôi làm việc với một nhóm bệnh nhân. Vào ca đầu của giờ chiều, đến ca thứ hai thì lo cho một nhóm khác. Tất cả tôi đều được tự chủ một mình. Tôi không hề thấy nghi ngại điều gì cả. Xét cho cùng thì các anh bạn mắc chứng đau luôn biết rõ khi nào thì họ cần giữ bí mật mà. Rồi cũng đến ngày tôi rời đi, các nhân viên của khoa trị liệu gọi tôi vào một căn phòng lớn. Họ đứng cùng những người bạn đang nhe răng cười của tôi. Tất cả cùng nhau biểu dương tôi, tình nguyện viên sinh viên đã đồng hành lâu nhất cùng khoa tính từ thời điểm ấy. Hóa ra hôm trước, trong khi tôi đang lo cho một nhóm, thì nhóm khác cùng nhân viên làm những món quà tặng tôi. Vậy thì tất cả những món quà đó được trao cho tôi trong buổi chia tay này. Những món quà ấy hẳn nhiên không thể nào bán trong cửa tiệm được, nhưng chúng làm tôi khóc. Đến tận bây giờ, tôi đã học được từ những người thầy mắc bệnh đau ấy bài học về cách khiến nước mắt tuôn trào trước đám đông. Thật là bê ly. Trưởng khoa nói rằng bà ấy biết tuần sau tôi bắt đầu vào đợt kiểm tra cuối kỳ, nên nghĩ rằng hôm đó là buổi cuối cùng tôi làm tình nguyện ở đây, dẫn đến việc tổ chức bữa tiệc chia tay này để thể hiện sự trân trọng của tất cả bệnh nhân lẫn nhân viên dành cho tôi. Tôi đáp lời qua làn nước mắt rằng thực ra phải 10 ngày nữa mới đến kỳ kiểm tra. Liệu tuần sau tôi quay lại có được không? Tôi hỏi, và họ đã tử tế cho tôi thêm một tuần nữa. Giờ ngẫm lại, tôi đã học được gần hết những gì mà ngày nay chúng ta gọi là trí tuệ cảm xúc từ những người bạn mắc hội chứng đau. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn xem họ là những chuyên gia, là thầy của mình. Cho đi để vui sống. Thông thường, những người làm việc thiện nguyện cho cộng đồng hay nghĩ rằng họ góp phần mang lại cho xã hội điều gì đó. Thế nhưng trong thực tế, họ nhận ra rằng mình cũng là những người đang nhận được rất nhiều. Kinh nghiệm của bản thân giúp họ thấy rằng khi họ dành thời gian cho một mục đích tốt đẹp nào đó, rồi đầu tư thật nhiều cho nó, thì hóa ra chẳng hề có sự phí phạm nào cả. Ngược lại, những điều rất tuyệt vời thường tự tìm đến với họ. Tôi vẫn thường khuyên những người đang phiền muộn hãy tìm đến các trại dưỡng lão, bệnh viện hay các tổ chức từ thiện để làm việc thiện nguyện. Việc đó sẽ giúp họ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, và công việc thiện nguyện sẽ giúp họ tìm thấy điều mà họ đã đánh mất hoặc đã lãng quên. Đó chính là ý nghĩa sự tồn tại của bản thân họ. Khi cho đi, khi phụng sự những việc cao đẹp của cuộc sống, chúng ta sẽ nhận được phản hồi đầy tình cảm. Chúng ta sẽ được giúp đỡ bởi chính những người mà chúng ta đang giúp. Điều đó nên chúng ta lên mức biết nhìn nhận giá trị của bản thân hơn. Nhờ vậy mà bắt đầu biết yêu quý bản thân và yêu thương cuộc sống của mình. Từ đó, chúng ta có thể thoát khỏi sự phiền muộn. Không chỉ có thế, tham gia các công việc thiện nguyện cũng giúp chúng ta trở nên giàu có hơn, như trong câu chuyện sau. Một anh bạn của tôi, giàu vừa ly hôn, anh phải dọn vào sống trong căn hộ chật hẹp. Vì thế mà không thể nào đem theo con chó yêu quý của mình. Anh đã tìm được một gia đình tử tế cho nó. Nơi chủ nhà là một phụ nữ luống tuổi, và bà cũng đang nuôi một con chó khác cùng giống. Một hôm, người phụ nữ đó gọi cho anh ta vào giờ làm việc và hỏi xem liệu anh có thể chở bà từ căn nhà ở nông thôn vào thành phố để khám bác sĩ được không. Bà ấy cảm thấy phiền muộn và không tìm được cách nào để tự đi được. Vào đó, bạn tôi mới mở một công ty một thành viên, làm trong mảng quảng cáo. Vì tự làm chủ lấy, nên anh có thời gian để chở người phụ nữ đó đi bác sĩ. Thế là từ đó, anh ta trở thành tài xế riêng cho người phụ nữ lớn tuổi đáng mến. Anh sẵn lòng chở bà đi bất cứ đâu, vì anh cảm thấy vui khi giúp đỡ bà cụ. Và hơn nữa, đó cũng là dịp để anh nghỉ giải lao trong giây lát. Một buổi sáng nọ, bà gọi điện cho anh và hỏi xem liệu anh có rảnh để chở bà đến gặp luật sư hay không. Thế là như thường lệ, anh lại gật đầu và chở bà lên văn phòng luật sư trong trung tâm thành phố. Bà lịch sự hỏi anh có thể cùng đi vào gặp luật sư hay không, và anh đã vui vẻ đồng ý. Trước mặt luật sư, cũng như trước sự kinh ngạc của anh, bà đã trao toàn bộ tài sản của mình cho một mình anh. Sau đó ít lâu bà qua đời. Bạn tôi vô cùng ngạc nhiên trước bước ngoặt may mắn này của số phận. Dù sao thì anh ta đã chẳng làm gì lớn lao, mà chỉ tử tế giúp bà lão. Hơn nữa, bản thân anh ta cũng thích việc chăm sóc bà. Chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện mình được thừa hưởng một gia tài như thế. Nhưng đó lại là những gì xảy ra khi chúng ta tình nguyện dành thời gian của mình để giúp đỡ người khác. Ít ra thì chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc, và đôi khi còn nhận được những sự đền đáp bất ngờ. Cái hố và bao vàng. Một người đàn ông đi băng qua rừng và nhìn thấy một cái hố. Anh ta dừng chân nhìn xuống hố và thấy bên dưới có một bao vàng lớn. Anh ta cố dùng sức để lấy bao vàng, nhưng vì cái hố quá sâu nên dù đã dần hết sức, anh ta thậm chí còn không thể với tới nó được. Thế là anh ta đầu hàng và đi tiếp. Được một đoạn, anh gặp một người đàn ông khác và kể cho người này nghe về cái hố và bao vàng. Người này bèn nhặt lấy một cái gậy có đầu cong và tiến về phía cái hố. Đến nơi, họ dùng cái que để móc vào bao vàng và cùng kéo nó lên khỏi miệng hố. Chúng ta học được gì từ câu chuyện này? Hạnh phúc không bao giờ nằm ngoài tầm giới của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta cần làm là trau dồi sự thông thái và bồi dưỡng cho lòng trắc ẩn. Khi đó, chúng ta sẽ giới tới được tất cả mọi thứ. Khi nào thì nên nói dối? Một tối nọ, một Phật tử đã có tuổi gọi cho tôi trong tâm trạng hết sức buồn bã. Bà cho tôi biết chiều hôm đó, lần đầu tiên sau 40 năm chung sống, bà đã nói dối chồng. Và giờ đây bà cảm thấy hết sức kinh khủng. Chồng bà là ông Don. Ông vừa chịu đựng một cơn đau tim và may mắn qua khỏi. Tuy nhiên, ông cần phải được phẫu thuật gấp để vượt qua cơn hiểm nghèo. Do vậy mà người ta cho ông nằm dưỡng sức trong bệnh viện đến khi ông được sức khỏe để tiến hành cơn phẫu thuật đó. Trong phòng ông nằm, còn có 3 bệnh nhân nam khác cũng đang chờ được phẫu thuật. Thế là ông Don làm quen với ông Chah, vốn nằm liền bên. Một tối nọ, khi vợ đến thăm, thì ông Don bèn hỏi bà về tình trạng sức khỏe của ông Chah, vì ông này vừa tiến hành phẫu thuật sáng nay. Ô, Chah khỏe rồi anh à, ông ấy đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, bà đáp. Thế nhưng, sự thật là bà vừa thấy gia đình ông Chah đang khóc than ở tiền sảnh vì ông đã qua đời. Bà không tài nào nói với chồng rằng người bạn mới của ông đã chết sau cơn phẫu thuật, khi mà vào ngày hôm sau chồng sẽ lên bàn mổ. Và bà đã nói dối chồng. Ông Don đã qua được cuộc phẫu thuật đó. Ông đã trải qua cơn thập tự nhất sinh suốt 3 ngày và đã sống. Với tôi, nếu người vợ nói cho chồng mình biết sự thật, thì sự lo lắng có thể đã đẩy ông ấy đến cận kề cái chết hơn. Lời nói dối của bà đã cứu lấy mạng sống của ông. Vì vậy mà tôi vẫn nói với các đệ tử của mình rằng, đôi khi chúng ta cần phải nói dối trong cuộc sống, và điều đó không sao cả. Nhưng chỉ được 40 năm một lần thôi đấy. Tại sao chúng ta nói dối? Quan tòa hỏi bị cáo: Anh không thấy rằng hình phạt cho sự dối trá là rất nặng nề sao? Thưa tòa, bị cáo đáp: Dù sao thì nó vẫn còn nhẹ hơn là hình phạt cho tội giết người. Đó chính là lý do vì sao mọi người nói dối nhiều đến như vậy. Bởi thông thường hình phạt khi bạn nói dối sẽ nhẹ hơn rất nhiều so với khi bạn nói thật. Dĩ như trong câu chuyện này, nhiều năm trước có một cô gái trẻ đến gặp tôi vì cô lại có thai với bạn trai của mình. Thế sao cô không nói cho cha mẹ mình biết? Tôi hỏi: Thầy giỡn sao? Cô gái đáp: Cha mẹ sẽ giết con mất. Thế là thay vì nói sự thật, cô đã chọn nói dối với cha mẹ mình. Thế giới này sẽ hạnh phúc và phồn vinh hơn nhiều nếu giá trị của sự thật thà được đánh giá cao đến mức khi bạn nói sự thật, cái giá mà bạn phải trả sẽ thấp hơn nhiều so với khi bạn nói dối. Và cách duy nhất để đạt được điều đó chính là sự ân xá dành cho sự thật, dầu cho sự việc có là thế nào đi nữa. Khi đó, con cái sẽ dám kể cho cha mẹ mọi chuyện, kể cả những điều khó nói nhất, vì chúng hiểu mình sẽ không bao giờ bị trừng phạt, thậm chí cũng không bị la mắng, mà thay vào đó, chúng sẽ được cha mẹ giúp đỡ. Khi con cái gặp những rắc rối lớn trong cuộc đời, đó cũng chính là lúc chúng cần đến cha mẹ nhiều nhất. Hãy giúp các con của bạn hiểu rằng nói ra sự thật không hề khiến chúng phải gánh chịu sự trừng phạt nào. Sự thật sẽ luôn giúp chúng được cha mẹ tiếp sức hỗ trợ thêm. Thông thường vì quá sợ hãi mà con trẻ giấu giếm cha mẹ, không dám nhờ đến sự giúp đỡ của cha mẹ. Tương tự, các cặp vợ chồng nên hoàn toàn trung thực với nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong hôn nhân, thay vì che giấu với nhau sự thật. Hãy hứa rằng các bạn sẽ luôn trung thực với nhau và xem đó là đức tính quý giá hơn mọi thứ khác trong mối quan hệ của bạn. Bên cạnh đó, các bạn sẽ không bao giờ trừng phạt nhau. Ngay cả khi một trong hai có hành vi phản bội nhau, và luôn tha thứ cho khuyết điểm của nhau, cùng nhau giải quyết mọi vấn đề để chúng không bao giờ tái diễn. Và một khi đã hứa thì các bạn phải giữ lời hứa với nhau. Hãy nhớ rằng nơi đâu có những hình phạt, thậm chí chỉ là sự trách cứ, thì nơi đó sự thật hẳn còn bị che giấu. Vì lẽ này mà Phật tử ở nơi tôi sinh sống không sử dụng hình phạt. Sau thời kỳ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, nhờ có các nhà lãnh đạo thông thái và can đảm như Nelson Mandela và tổng giám mục Tutu, thì đất nước mới lập nên được Ủy ban sự thật và hòa giải đầu tiên. Họ hiểu rõ việc phơi bày sự thật của những gì đã xảy ra trong suốt những năm tháng bạo tàn là điều có ý nghĩa quan trọng hơn cả sự trừng phạt. Một trong những câu chuyện được ủy ban này công bố đã không ngừng khiến tôi xúc động. Đó là chuyện về một người cảnh sát da trắng đã thú nhận thật chi tiết việc ông đã tra tấn và giết một người da đen hoạt động chính trị như thế nào trước mặt người vợ quá bùa của nạn nhân. Chồng của bà ta nằm trong số nhiều người đã bị mất tích, và bây giờ lần đầu tiên bà được nghe kể lại những gì đã xảy ra với người đàn ông mà bà đã chọn để yêu thương, cũng là cha của các con bà. Người cảnh sát da trắng đó run rẩy và khóc vì cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng khi ông buộc mình tiết lộ sự tàn nhẫn dã man mà ông đã làm với người khác. Khi ông thú tội xong, người đàn bà quá bùa đã nhảy qua hàng rào bảo vệ nhân chứng và chạy thẳng đến kẻ đã giết chồng bà. Hành động của bà nhanh đến nỗi các nhân viên bảo vệ đã không kịp chặn bà lại. Người cảnh sát tội lỗi cứ nghĩ mình sẽ bị trả thù tàn bạo và sẵn lòng chấp nhận điều đó. Thế nhưng bà đã không hề tấn công ông, mà thay vào đó, bà nhẹ nhàng choàng đôi cánh tay da đen mạnh mẽ của mình quanh thân hình da trắng cứng đờ của kẻ đã giết chồng bà và nói: Tôi tha thứ cho ông. Một bầu không khí hòa giải đã bao trùm lấy hai con người đó, trong khi tất cả những người có mặt đã phải rơi nước mắt một lúc lâu. Tha thứ cho điều tưởng chừng không thể nào tha thứ được sẽ chiếu sáng niềm hy vọng cho tương lai của con người. Và chính trong khoảnh khắc đó, qua đôi mắt nhòa lệ của họ thấp thoáng bóng dáng của sự hòa hợp sắc tộc, và nỗi sợ hãi cũng tan biến. Chỉ khi sự tha thứ được hiện diện, chúng ta mới có được sự thật. Tâm trí của loài khỉ. Một con khỉ ghé qua một ngôi chùa Phật vào ngày lễ Phật. Nó nghĩ ngày hôm đó sẽ có nhiều khách thập phương mang hoa quả, thức ăn đến viếng. Và nếu có ai đó đánh rơi một trái xoài hay trái táo gì đó, thì nó sẽ có bữa trưa ngon miệng. Trong lúc đang chầu chực bên ngoài sảnh lớn của ngôi đền, nó tình cờ nghe thấy một vị sư già đang giảng thuyết về tâm trí của loài khỉ. Nghĩ là hẳn điều này sẽ thú vị cho loài khỉ, nên nó bèn lắng nghe. Tâm trí của loài khỉ, vị sư già giảng giải, là một tâm trí luôn xao động vì nó không ngừng nhảy từ điều này sang điều khác, giống như con khỉ luôn chuyền cành trong rừng. Đó là một loại tâm trí xấu và cần được khắc phục bằng phương pháp thiền để tâm hồn được yên tĩnh. Nghe vậy con khỉ nổi giận. Họ bảo tâm trí của loài khỉ xấu là sao kia chứ? Mình là một con khỉ và tâm trí của loài khỉ tốt mà. Loài người luôn tìm cách tiêu diệt loài khỉ của mình. Thật là bất công. Nói như vậy là không đúng. Mình phải làm một cái gì đó trước sự hạ bệ này. Rồi nó chuyền cành trở về rừng và loan báo cho chúng bạn của nó biết. Chẳng mấy chốc, cả một đạo quân khỉ vừa chuyền cành cao cành thấp vừa la ó. Họ không thể nào chạy tội để giết hại loài khỉ chúng ta. Đó là tội phân biệt giống loài. Sao họ dám làm như thế kia chứ? Chúng ta hãy mời một luật sư từ Hiệp hội Thế giới Hoang dã. Loài khỉ chúng ta cũng có quyền của mình chứ. Hãy thôi đi, chúa khỉ lên tiếng. Các ngươi còn chưa thấy sao? Họ nói đâu có sai. Hãy nhìn các ngươi kìa, lòi nhòi không dứt và ồn ào kinh khủng. Đó là do tâm trí của loài khỉ mà ra. Loài khỉ chúng ta không thể nào yên nổi. Đàn khỉ chợt nhận ra chúa khỉ nói đúng. Quả thật, loài khỉ của chúng không lúc nào yên lặng và tịnh tâm cho được. Nhận ra điều này, cả bọn ngồi yên buồn bã. Này, con khỉ vừa từ ngôi đền trở về lên tiếng. Tôi có một ý này. Tôi nghe vị sư già nói, nếu biết thiền, chúng ta sẽ khắc phục được việc tâm trí xao động, và rồi có thể tịnh tâm đấy. Những con khỉ vui sướng và lại bắt đầu loi nhoi chí chóe. Yeah, hay quá, chúng ta thiền đi, hãy tịnh tâm đi. Sau khi đã nhảy loi choi một hồi, một con khỉ bèn hỏi, thế chúng ta thiền bằng cách nào? Trước tiên, chúng ta phải đi tìm một cái gối để ngồi. Một con khỉ nói, yeah, hay lắm, chúng ta đi tìm gối đi. Thế là sau một hồi nhảy lên nhảy xuống và la hét, chúng vào rừng thu nhặt thật nhiều cỏ và lá mềm để tạo thành Zaphus, là tên gọi mà các Phật tử dùng để chỉ cái gối ngồi thiền. Giờ chúng ta làm gì nữa? Hãy ngồi lên gối. Con khỉ vừa từ ngôi đền trở về nói, hãy ngồi xếp bằng, bắt chéo bàn tay phải vào tay trái, hai ngón cái chạm nhẹ vào nhau, giữ lưng cho thẳng, nhắm mắt lại và quan sát hơi thở của mình. Và đó là lần đầu tiên trong lịch sử trái đất loài khỉ ngồi thiền. Cả khu rừng trở nên thật yên tĩnh. Chỉ tiếc là khoảnh khắc đó không kéo dài. Xin lỗi, một con khỉ lên tiếng, lập tức tất cả những con khác mở mắt ra. Tôi chợt nghĩ, không biết mọi người có nhớ, hôm nay chúng ta đã lên kế hoạch đi càn quét đồn điền chuối để đánh chén bữa trưa không? Tôi không tài nào không nghĩ đến chuyện đó được. Sao chúng ta không đi càn quét đồn điền chuối trước, rồi thiền sao? Yeah, phải đó, hay đó. Những con khỉ khác reo lên, lại nhảy nhót loi choi, và thế là cả bọn chạy đến đồn điền chuối. Chúng trộm được rất nhiều chuối và chất thành đống, rồi quay trở lại ngồi xuống gối để thiền. Chúng ngồi xếp bằng, cẩn thận bắt chéo hai bàn tay vào nhau, thẳng lưng, nhắm mắt và tiếp tục thiền. Được 2 phút, một con khỉ khác lại giơ tay có ý kiến. Xin lỗi, tôi cũng có ý kiến. Trước khi ăn đống chuối đó, chúng ta phải lột vỏ đã. Chúng ta hãy ra đó lột vỏ chuối trước. Sau đó tôi sẽ thiền mà không phải bận tâm nữa. Yeah, đúng rồi, bọn tớ cũng nghĩ y như vậy. Những con khỉ khác la lớn. Thế là một lần nữa, đàn khỉ lại loi choi không yên, là chí chóe và cùng nhau lột vỏ chuối. Sau khi đã lột hết vỏ và chất vỏ chuối thành đống, đàn khỉ lại trở về, ngồi xuống thiền. Chúng lại ngồi xếp bằng, bắt chéo tay vào nhau, thẳng lưng, nhắm mắt và quan sát hơi thở của mình. Xin lỗi, một con khỉ khác lại kêu lên chỉ 1 phút sau đó. Tôi nghĩ là trước khi ăn chỗ chuối đó, chúng ta phải cho chúng vào mồm. Chúng ta hãy cho chúng vào mồm trước đã, rồi trở lại thiền sau để đầu óc được thanh tịnh không nghĩ ngợi nữa. Yeah, tuyệt vời, thật là một sáng kiến. Thế là cả đàn khỉ loi nhoi ồn ào cho chuối vào miệng. Một vài con cho cả 2 trái chuối vào miệng, và một con còn cho cả 3 trái vào miệng. Một số con cũng làm theo đàn nhưng không ăn hết chỗ chuối. Chúng chỉ muốn làm cho xong việc để không phải nghĩ ngợi gì nữa và tập trung thiền. Sau đó, chúng lại ngồi xuống thiền, xếp bằng, bắt chéo 2 bàn tay, thẳng lưng, nhắm mắt và tiếp tục thiền với chỗ chuối vẫn nằm trong miệng. Và khi tất cả đã nhắm mắt lại, đàn khỉ ăn hết chỗ chuối và đứng dậy bỏ đi. Thế là chấm dứt buổi thiền đầu tiên và duy nhất của đàn khỉ. Giờ thì bạn đã hiểu tại sao loài người chúng ta lại gặp khó khăn đến vậy trong việc tĩnh tâm rồi chứ. Phần lớn chúng ta đều mang tâm trí của loài khỉ. Vì chúng ta vẫn thường tự nhủ, mình sẽ làm việc này trước rồi mình sẽ nghỉ. Đó là lý do tại sao ngày nay nơi duy nhất mà bạn thấy hầu hết con người có thể bình yên an nhiên tự tại chính là trong nghĩa trang. Hoặc cũng có thể là trong những nơi tôn giáo tín ngưỡng thiêng liêng như tu viện Phật giáo chẳng hạn. Buông bỏ. Thời xưa, bắt được một con khỉ là rất dễ. Người thợ săn chỉ cần vào rừng, tìm một trái dừa khô và khoét một cái lỗ trên đó, sao cho dừa bằng nắm tay của con khỉ. Sau đó, anh ta uống hết nước và ăn chỗ cùi dừa ngon ngọt. Sau đó, anh ta dùng dây thừng hoặc dây da to buộc trái dừa và treo nó lên cành cây, bỏ vào đó một trái chuối rồi đi về. Chẳng mấy chốc mà con khỉ đã phát hiện ra trái dừa, thò tay vào bên trong và cố kéo quả chuối ra. Thế nhưng do cái lỗ chỉ nhỏ vừa bằng nắm tay của nó, nên con khỉ không tài nào kéo quả chuối ra được. Chỉ cần nó chịu buông quả chuối là đã có thể thoát khỏi cái bẫy và chạy đi. Thế nhưng liệu nó có chịu buông bỏ hay không? Không đời nào, bởi loài khỉ luôn nghĩ rằng đó là quả chuối của mình đã tìm thấy nó là của mình. Đó chính là lý do vì sao loài khỉ lúc nào cũng bị con người bắt. Với lối suy nghĩ tương tự như vậy, loài người chúng ta hay rơi vào tình thế tự mắc bẫy. Chẳng hạn, khi bạn tiếc thương khôn nguôi vì một người thân đã ra đi, ngày đêm bạn đều nghĩ đến họ, và bạn không thể làm việc hay ăn ngủ được. Vì sao vậy? Vì bạn không thể buông bỏ, cũng như chú khỉ kia không thể buông bỏ quả chuối để tiếp tục sống. Vì bạn nghĩ rằng đó là con trai của mình đã sinh ra nó là của mình. Một số bà mẹ cho tôi biết, ngay từ lần đầu nhìn vào mắt của những đứa con mới sinh, bản năng đã mách bảo cho họ biết rằng chúng không hoàn toàn là do cha mẹ tạo ra, mà dường như chúng còn là hiện thân của quá khứ tiền kiếp nào đó. Chẳng khác gì một vị khách phương xa bước vào thế gian này. Chính vì thế mà cha mẹ là những người chăm lo, nuôi dưỡng và yêu thương con cái của mình, chứ không phải những người sở hữu chúng. Không may là rất nhiều bậc cha mẹ đã quên mất điều đó. Trong khoảng thời gian nuôi dạy con cái, họ có khuynh hướng sở hữu chúng. Cho đến khi phải buông tay để con cái sống tự lập, thì họ không thể đành lòng. Giả như họ nhớ rằng Chúng ta không ai có quyền sở hữu một ai cả, cho dù đó có là con ruột của mình, thì họ đã không phải đau khổ như con khỉ kia bị mắc bẫy trong trái dừa. Bạn hãy nhớ rằng yêu thương một ai đó nghĩa là chấp nhận một ngày nào đó chúng ta phải buông, phải xa họ. Mẹ ơi, con đi đây! Chúng ta thường hay sợ rằng khi mình để ai đó đi, họ sẽ không quay về nữa. Nhưng thực tế thường không phải vậy. Nếu bạn giam một con chim trong lòng, thì một ngày kia, khi bạn vô tình quên khóa cửa lòng, nó sẽ bay đi mất và không bao giờ quay lại nữa. Thay vì vậy, nếu bạn luôn mở cửa lòng và để đầy thức ăn trong đó, con chim sẽ bay đi nhưng luôn quay về. Một Phật tử nọ kể cho tôi nghe rằng, một chiều nọ, cậu con trai 6 tuổi của bà buồn bã thông báo bằng giọng điệu nghiêm trọng: "Mẹ, con không yêu mẹ nữa, con sẽ bỏ nhà ra đi." Thế là bà trả lời: "Không sao con yêu ạ, mẹ sẽ giúp con thu xếp đồ đạc." Rồi bà theo cậu bé vào phòng của cậu và giúp con lấy những vật dụng cần thiết như gấu bông, quần, đồ hóa trang người nhện, bỏ tất cả vào chiếc vali nhỏ của cậu. Sau đó, bà vào nhà bếp và làm món bánh mì kẹp mà cậu thích, đặt trong túi giấy và đưa cho cậu con trai 6 tuổi của mình để cậu không bị đói trong chuyến đi. Lúc tiễn con ra trước cửa, bà vẫy tay chào con và nói: "Tạm biệt con yêu, đừng quên liên lạc với mẹ nhé." Thế là cậu con trai bé bỏng của bà, một tay kéo vali, một tay cầm túi bánh mì, bước đi về phía cuối con đường nhỏ, băng qua vườn, mở cổng, quẹo trái và ra đi. Đi chưa đầy 50 thước, cậu bé đã cảm thấy nhớ nhà. Cậu bèn quay lại, đi về phía cái cổng, chạy ùa vào nhà, lao vào vòng tay chờ đón của mẹ, người nãy giờ vẫn đứng nguyên chỗ đó. Người mẹ đó quả thật rất sáng suốt. Bà hiểu rõ cậu con trai 6 tuổi sẽ không đi xa căn nhà đầy yêu thương của mình. Khi tôi kể câu chuyện đó cho một chuyên viên tâm lý người Singapore nghe, cô ấy đã cười không ngớt. Sau đó, cô cho tôi biết, hồi nhỏ cô cũng từng làm như thế. Hồi 6 tuổi, cô cãi nhau với mẹ và đòi bỏ nhà đi. Mẹ cô lập tức đồng ý và giúp cô thu xếp hành lý. Tuy nhiên, bà không làm món bánh mì cho cô như bà mẹ kia, mà thay vào đó, bà cho cô 10 đồng để mua thức ăn. Mẹ cô đưa cô ra thang máy, và khi thang đến, cô bé 6 tuổi đã bước vào thang. Người mẹ thì đứng ngoài, vẫy tay tiễn biệt, trong khi cánh cửa thang máy đóng lại. Thang máy chưa đến xuống tầng trệt, thì cô bé đã nhớ nhà. Khi thang máy vừa xuống đất, cô nhớ mẹ và nhớ nhà kinh khủng. Cô nhấn nút số tầng nơi mình ở. Chiếc thang máy lại đóng cửa và đi ngược lên trên. Khi cửa thang máy vừa mở, mẹ cô đã đứng đó chờ với vòng tay dang rộng: "Mừng con đã về nhà, con yêu." Một khi những kết nối yêu thương đã đủ mạnh, bạn có thể bình an để cho một người rời xa bạn, trong lòng thấu suốt rằng có ra đi, có quay về. Trôi qua dưới đường chân trời. Vào cái thời trước khi có những chuyến bay dân dụng an toàn, hầu hết chúng ta chọn sử dụng dịch vụ hàng hải. Bước lên những con tàu khổng lồ vượt đại dương để di chuyển từ lục địa này sang lục địa khác. Khi những con tàu sắp sửa rời bến, hành khách sẽ xô ra đứng gần thành tàu, mé gần với bến cảng, nơi người thân và bạn bè họ đang đứng tiễn biệt. Thế rồi, tiếng còi vang lên, báo hiệu tàu rời bến, hoặc sự ly biệt, kẻ trên tàu, người dưới bến vẫy tay, hôn gió và hét lên những tiếng tạm biệt cuối cùng trong lúc con tàu chậm chậm rời đi. Chẳng mấy chốc, vật thể to lớn ấy dần dần cách xa bờ, khiến người ở lại không tài nào phân biệt được đâu là người thân của mình giữa một khối xám xịt, người lẫn người vẫn còn đứng ở mé tàu. Thế nhưng bất chấp, người ở lại vẫn vẫy tay, vẫn đăm đăm dõi theo. Rồi con tàu rời xa đến độ chẳng còn nhìn rõ được những người ở trên bon nữa. Nhưng vẫn còn đó trên bến, những cái nhìn vào khoảng xa xăm, nơi chứa đựng con tàu dần phai nhạt hình bóng, nơi họ đinh ninh là người thân yêu của họ đang ở. Rồi con tàu chạm đến đường ranh ấy, đường chân trời, sau đó nó biến mất hoàn toàn. Có hề gì đâu. Người thân và bạn bè trên đất liền biết chắc rằng người họ thương yêu không hề biến mất như hình ảnh. Dọc họ chẳng còn thấy được hình bóng nào gắn với người thân của họ, huống hồ là nói chuyện hay chạm vào nhau. Đường chân trời có thể chia cắt giữa những con người này với những con người khác đã băng qua nó, nhưng ai cũng hiểu rằng rồi sẽ có ngày hạnh ngộ. Tôi nghĩ toàn bộ khối hình ảnh ở trên cũng tương đồng với khoảnh khắc mà người thân của chúng ta từ giã cõi đời. Nếu may mắn, có thể bạn sẽ có mặt bên giường người thân, ôm lấy họ và nói lời vĩnh biệt. Thế rồi, họ sẽ lên thuyền rời bến, tìm về đại dương. Họ dần tan biến khỏi cuộc sống thực thể của bạn. Con thuyền đưa họ đến được đường chân trời, lằn ranh giữa sự sống và thế giới sau sự sống. Băng qua ranh giới ấy, bạn sẽ không còn thấy người thân nữa, cũng không thể nói chuyện hay chạm vào họ nữa. Nhưng bạn vẫn biết rằng họ không bao giờ hoàn toàn biến mất. Họ chỉ qua lằn ranh, thứ tạm thời ngăn cách bạn và thế giới ẩn sau nó. Và rồi, hãy kiên nhẫn, hãy nhẹ buông, hãy an nhiên, rồi bạn và người thân sẽ hạnh ngộ một lần nữa. Buông hay giữ? Ngày xưa ở Thái Lan, trâu nước được xem như một thành viên của gia đình. Chúng sống trong khoảng sân bên dưới những ngôi nhà sàn, và thường hiền lành đến nỗi trẻ nhỏ có thể ngủ ngon trên lưng chúng mà không hề hấn gì. Còn chúng thì thơ thẩn gầm cỏ giữa trời hè râm mát. Tuy vậy, thỉnh thoảng trâu nước cũng sợ hãi vì một lý do gì đó mà chỉ có chúng mới hiểu được. Những lúc như vậy, chúng khịt khịt mũi, ngửa mũi lên trời và sẵn sàng lồng lên chạy về bất cứ hướng nào. Một sáng nọ, có bác nông dân trong làng với con trâu nước ra đồng gặm cỏ. Khi bác đi ngang qua tu viện của chúng tôi, có vật gì đó trong rừng đã khiến con vật sợ hãi. Thế là nó ngóc đầu, ngửa mặt lên trời và khịt khịt mũi. Bác nọ cố tìm cách giữ nó lại bằng sợi dây thừng mỏng manh buộc lỏng lẻo quanh cổ nó. Nhưng chẳng mấy chốc, sợi dây đã quấn chặt lên ngón tay của bác và con trâu nước lồng lên, chạy mất cùng với sợi dây thừng và ngón tay của bác. Bác nông dân tội nghiệp đã đi thẳng đến tu viện của chúng tôi để nhờ giúp đỡ, với ngón tay ròng ròng máu và gần như đã mất đi lóng đầu tiên. Chúng tôi đưa bác đến bệnh viện để băng bó vết thương, và mấy hôm sau thì bác đã bình phục. Sau này tôi vẫn thường dùng câu chuyện đó làm ví dụ trong những cuộc nói chuyện về những gì sẽ xảy ra khi chúng ta không chịu buông bỏ trong cuộc sống. Theo bạn thì ai mạnh hơn, người đàn ông đó hay con trâu nước kia? Thật là chẳng hợp lý chút nào khi ta cố giữ một con trâu nước đang lồng lên. Hãy thả nó đi, vì sau khi chạy chừng vài trăm mét, tự nó sẽ dừng lại mà thôi. Khi đó, người nông dân có thể thong thả đi tới, cầm lấy dây thừng và dắt nó ra đồng gặm cỏ như bình thường. Rất nhiều người trong số chúng ta cứ cố níu giữ một điều gì đó, trong khi lẽ ra chúng ta phải buông tay. Chính vì thế mà họ đã khiến cho bản thân phải đau đớn. Cũng như bác nông dân kia đã bị tổn thương trên thân thể vì cố ghi giữ con trâu nước. Chiếc kệ của mẹ tôi. Vài năm sau, khi dọn đến Úc sinh sống, tôi về thăm mẹ ở London và tặng bà một con chuột túi đồ chơi, vốn là quà của một Phật tử dành cho tôi. Mẹ tôi rất thích món quà đó. Bà tự hào đặt nó trên chiếc kệ trong phòng sách, nơi bà thường quanh quẩn trong ngày, vì nó sẽ giúp bà nhớ đến tôi ngay cả khi tôi đã trở về Úc. Về phần tôi cũng thấy hạnh phúc lây vì đã tìm được món quà mà bà trân quý. Vài năm sau, khi trở lại London, tôi đã mua cho bà một con gấu túi nhồi bông để có đôi với chuột túi kia. Mẹ tôi cũng thích món đồ chơi này lắm. Bà đặt nó trên kệ cạnh bên con chuột túi. Lần sau nữa, khi về thăm mẹ, tôi tặng bà một con chim bói cá nhồi bông. Và kế tiếp là một con thú mỏ vịt nhồi bông. Thế là cái kệ của bà chất đầy những món quà kỷ niệm từ Úc do tôi tặng. Lần thứ 5 khi về thăm mẹ, tôi đã tặng bà một con đại thử nhồi bông thật to, thật mềm, và bà cũng rất thích nó. Thế nhưng khi bà cố đặt con đại thử lên kệ bên cạnh con chuột túi, con gấu túi, chim bói cá và thú mỏ vịt, thì mọi thứ rơi xuống đất vì không đủ chỗ. Bà càng cố nhét chúng vào với nhau, thì chúng càng dễ rơi xuống hơn. Sao mẹ không bỏ bớt vài món đồ cũ đi để có chỗ để những con thú mới? Tôi hỏi. Không được. Mẹ tôi gian dĩ, món nào cũng quý cả con à. Thế là bà mất hàng giờ để thu xếp sao cho mọi thứ đều ở yên trên kệ. Cái đó người ta gọi là stress. Đôi khi bạn không tài nào cất vừa mọi thứ vào trong não của mình được. Bạn càng cố thì mọi thứ càng rơi ra, giống như mấy con thú trên kệ của mẹ tôi. Và chẳng mấy chốc thì cái kệ sẽ bục ra. Và đối với tâm trí thì chúng ta gọi đó là sự sụp đổ tinh thần. Một khi đã hiểu được điều này, bạn sẽ dễ dàng tránh khỏi phiền buồn đó. Nếu mẹ tôi chịu cho đi những món đồ cũ, dù là cho từ thiện hay cho người quen, bà không chỉ có đủ chỗ để cất giữ những món quà mới, mà bản thân những món quà đó cũng không phải chen chúc nhau trên kệ. Nhờ vậy mà bà có thể ngắm nhìn hết mọi vẻ đẹp của chúng. Khi một trải nghiệm mới đến, hãy buông bỏ bớt những ký ức cũ. Bạn đừng la lên rằng không được, chúng quý báu vô cùng như mẹ tôi. Hãy dọn dẹp lại chiếc kệ trong tâm trí của bạn, rồi bạn sẽ thấy mình không còn căng thẳng nữa, cũng như có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn. Hãy làm thế nào cho tâm trí của bạn luôn giống như một chiếc kệ trống, để bạn có đủ không gian mà thưởng thức một món quà lúc nào cũng mới. Đó chính là hiện tại. Nên động viên hơn là trừng phạt. Trong tác phẩm Binh Pháp Tôn Tử có một câu chuyện nói về vị tướng có tài thống lĩnh quân lính hết sức kỷ luật. Hoàng đế nghe vậy bèn cho triệu ông vào cung để hỏi xem ông có bí quyết gì mà tất cả binh lính đều tuân lệnh của ông răm rắp. Thưa ngài, họ luôn tuân theo lệnh của tôi là vì tôi chỉ bảo họ làm những gì họ thật sự muốn làm. Ông giải thích. Bạn thử nghĩ xem, vì sao binh lính muốn thức dậy sớm? Vì sao họ mong chờ đến những giờ huấn luyện như tử? Và tại sao họ lại hăm hở xông pha chiến trường, nơi họ có thể bị thương và thậm chí là bị giết? Câu trả lời là vì vị tướng đó có tài khích lệ binh lính đến nỗi họ đã bị thuyết phục ngay cả trước khi ông ra lệnh cho họ. Họ muốn dậy sớm và rèn luyện thật nhiều vì đã được động viên tinh thần qua những bài giảng hào hùng về tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng của những con người muốn xông pha chiến trường cho chính nghĩa. Bí quyết của việc họ luôn tuân thủ kỷ luật tuyệt đối chính là có được một người lãnh đạo đầy sức lôi cuốn, không ngừng động viên khích lệ họ. Bạn hãy nhớ rằng sự trừng phạt hiếm khi giúp một người rèn luyện tính kỷ luật, mà thay vào đó nó dạy cho người ta trở nên khôn lõi để tránh bị phát hiện. Chẳng hạn khi bạn biết cách động viên con trai về nhà sớm để tránh bê trễ chuyện học hành, thì thay vì trừng phạt con, bạn đã rèn được cho con thói quen nề nếp kỷ luật tốt. Sức mạnh của cô bạn gái. Một người bạn của tôi có cậu con trai thường hay đi sớm về khuya với bạn gái, khiến cho kết quả học tập ở trường bị ảnh hưởng không nhỏ. Giống như bạn bè đồng trang lứa, cậu ta không bao giờ chịu lắng nghe lời cha mẹ. Thế là bố cậu, vốn là một người thông minh, đã tìm cách để giúp con trai mình sống có nề nếp, kỷ luật hơn. Một hôm, khi cậu vừa về tới nhà của bạn gái vào khoảng 1 giờ sáng, sau khi chơi ở club, bố cậu bèn đứng chờ cả hai ở ngoài sân. "Vào nhà đi," ông nói. Cậu con trai trách mẩm lần này mình đã gặp rắc rối to. Thế nhưng bố cậu thậm chí chẳng nói gì với cậu. Thay vào đó, ông trò chuyện với cô bạn gái của cậu những chuyện đại loại như sau. và đã quen với con trai của bác được một thời gian dài. Bác không biết kế hoạch của các cháu thế nào, nhưng ai mà biết được, có thể một ngày nào đó hai cháu sẽ quyết định lấy nhau. Nếu điều đó xảy ra, bác đoan chắc là cháu sẽ không muốn lấy một người chồng không có bằng cấp, không có việc làm. Và nếu con trai bác cứ đi sớm về khuya như thế này mãi, thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Không biết nó có cho cháu biết về chuyện nó gần như bị rớt điểm đều các môn ở trường từ khi nó hẹn hò với cháu chưa? Không, cô gái trả lời. Liếc mắt nhìn con trai, ông sắc lẹm. Cháu không biết à? Bác chỉ nghĩ là bác nên nói cho cháu biết điều đó. Thôi, cháu ngủ ngon nha. Đói rồi, ông để cả hai ở lại một mình. Kể từ hôm đó, cô gái ấy luôn bảo con trai ông về nhà sớm và theo dõi điểm số ở trường của cậu sát sao. Và cũng từ đó mà điểm số của cậu con trai ông được cải thiện rõ rệt. Cuối cùng, cậu đã tốt nghiệp đại học và giờ đã có được một việc làm tốt. Do đó, nếu bạn có một cậu con trai vô kỷ luật, không thích nghe lời cha mẹ, hãy sử dụng sức mạnh từ người bạn gái của cậu ta. Nhờ có sự tham gia tích cực của thế lực này, bạn đã cho con mình một đòn bẩy tốt để tiến bộ hơn và có thể đạt được mục đích mong muốn. Còn nếu bạn có con gái, hãy nhờ đến cậu bạn trai giúp con mình đi đúng đường. Bài tập với nụ cười mỗi sáng. Ngày nay mọi người đều đang tập thể dục. Nhiều người dành rất nhiều thời gian rảnh rỗi để đến phòng tập, chơi thể thao nhằm duy trì cơ thể khỏe mạnh. Ấy thế mà tinh thần và cảm xúc của họ không khỏe mạnh chút nào. Họ rất dễ giận dữ và chán nản. Chính vì lẽ đó, tôi đã soạn và giảng dạy một chế độ tập luyện đơn giản để phát triển những cảm xúc lành mạnh. Phương pháp đó có tên gọi là bài tập hít đất 20 lần mỗi sáng. Mỗi buổi sáng, sau khi đi vệ sinh và đánh răng, bạn hãy đứng dang rộng hai chân khoảng bằng vai trên một tấm thảm mềm và ấm áp trước gương. Sau đó, hãy hít thở sâu khoảng 3-4 lần để thư giãn cơ thể. Tiếp đến, bạn hãy giơ hai tay ngang tầm mặt, đặt ngón trỏ lên khóe miệng và nhìn thẳng vào gương rồi cười thật tươi một lần. Sau đó, bạn hãy để cho miệng của mình trở lại vị trí thiểu não thường thấy vài ba giây, rồi ngoẻn miệng cười lần hai. Cứ thế, hãy tiếp tục cho đến lần thứ 20. Qua bài tập này, bạn không chỉ tự mỉm cười với mình mỗi sáng, mà các cơ quanh miệng cũng vận động hiệu quả, giúp bạn dễ dàng cười hơn trong ngày. Mỗi nụ cười sẽ tươi hơn, và thời gian cười cũng lâu hơn. Tất cả chỉ cần bạn chịu khó tập luyện một chút mà thôi. Có anh chồng nọ đang tận hưởng buổi chiều được nghỉ làm ở nhà. Vợ anh đang loay hoay nấu cơm chiều thì phát hiện ra nhà đã hết trứng. Cô bèn gọi chồng. Mình ơi, mình ra chợ mua cho em vài quả trứng nhé. Được chứ em yêu. Người chồng vui vẻ trả lời. Trước đây người chồng chưa bao giờ đi chợ. Bởi vậy mà cô vợ chỉ anh rất kỹ đường đi đến tiệm bán trứng và đưa cho anh ta ít tiền cùng một cái rổ. Khi người chồng vừa ra đến chợ, một thanh niên tiến tới và hét to vào mặt anh. Ê, đồ mặt heo! Cái gì? Anh chồng giật mình đáp. Chú gọi ai là đồ mặt heo hử? Nhưng anh càng trả lời thì người thanh niên kia càng hung hăng hơn. Ê, đồ miệng thúi! Bộ sáng nay ông cạo râu bằng phân chó hả? Đám ruồi sẽ bu kín cái bản mặt thúi của ông cho mà coi. Quả là tệ khi người chồng bị mắng chửi ngay giữa chợ, dù anh ta chẳng làm gì sai trái. Bối rối và ê chề, Anh ta quay lưng đi khỏi chợ thật nhanh. Sao mình về sớm vậy? Người vợ hỏi khi thấy chồng về. Mình có mua trứng chưa? Chưa. Người chồng nổi giận đùng đùng. Mình đừng có bao giờ kêu tôi ra cái chợ đáng ghét, thúi tha, vô văn hóa đó nữa. Bí quyết để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân chính là vào những lúc như thế này. Bạn phải biết cách xoa dịu người bạn đời đang giận dữ đến bốc khói khi gặp phải một chuyện bực bội. Thế nên, người vợ ra sức an ủi, xoa dịu người chồng cho đến khi anh ta nguôi ngoai bớt. Bây giờ, cô bèn bảo chồng mô tả hình dáng của gã thanh niên đó cho mình nghe. Người chồng vừa nhăn mặt vừa tỏ vẻ khinh bỉ khi tả cho vợ nghe về con người đó. À, em biết rồi. Người vợ vừa nói vừa cố giấu nụ cười khúc khích. Gã đó gặp ai cũng thế mình ạ. Mình biết không, hồi nhỏ có lần gã bị té và bị chấn thương não vĩnh viễn. Từ đó gã không còn bình thường nữa. Tội nghiệp, gã không đi học được, cũng không có bạn bè, không có việc làm hay tương lai gì cả. Con người bất hạnh đó đã bị điên. Gặp ai gã cũng quát tháo bắt nạt. Anh đừng để bụng làm gì. Nghe xong, cơn phẫn nộ của người chồng bỗng tan biến. Thêm vào đó, anh cảm thấy thương hại cho gã thanh niên nọ. Người vợ nhận ra điều đó, bèn bảo, Minh, hay mình lại ra chợ mua trứng cho em nhé. Được chứ Minh. Anh chồng nói và quay trở lại chợ. Gã thanh niên nọ trông thấy anh lại tiến đến và la lớn. Ê, coi ai tới kìa. Gã mặt heo trở lại với cái miệng thúi của hắn kìa. Mọi người ơi, bịt mũi lại đi, một đống phân chó vừa tới chợ kìa. Nhưng lần này, anh chồng không hề bực mình. Anh đi thẳng đến quầy bán trứng. Gã thanh niên nọ cứ lẻo đẻo đi theo anh, vừa đi vừa chửi rủa. Đừng để ý tới nó, bà bán trứng bảo, gặp ai nó cũng làm vậy, nó bị khùng mà. Hồi nhỏ nó bị tai nạn nên mới bị như vậy. Tôi biết mà, tội nghiệp anh ta. Người chồng vừa nói vừa trả tiền. Gã thanh niên nọ cứ lẻo đẻo theo anh cho đến tận rìa chợ, vừa đi vừa chửi rủa om sòm. Nhưng lần này người chồng không hề phiền lòng, vì anh hiểu rõ hắn ta bị khùng. Lần tới, nếu có ai đó kêu tên bạn mà chửi rủa, hay người bạn đời có nổi nóng với bạn, thì bạn hãy hiểu rằng có thể ngày hôm đó họ vừa gặp phải chuyện gì đó và tâm trạng của họ bấy giờ đang bị chấn thương tạm thời. Và theo thuyết nhà Phật, những cơn giận như thế chỉ là cơn sân tạm thời. Hiểu được như vậy, bạn sẽ có thể đáp lại bằng sự bình thản, thậm chí là lòng thương hại khi thốt lên tội nghiệp họ. Cái ly nứt. Cuộc sống của chúng ta thường ít nhiều bị thay đổi khi có một người thân qua đời. Ngay cả cái chết của những người chúng ta không quen biết và hàng ngàn người thiệt mạng do thiên tai cũng sẽ làm thay đổi cách suy nghĩ của chúng ta. Cái chết là một trong những sự kiện tất yếu của đời người, và chính nó sẽ dạy chúng ta biết nâng niu cuộc sống hiện tại của mình. Nhiều năm trước, thầy Ajahn Chah của tôi ở Thái Lan đã giơ cao cái ly sành của ông và nói, các con hãy nhìn đây, cái ly này có một vết nứt. Tôi ghé mắt nhìn sát cái ly nhưng không hề thấy có vết nứt nào. Hiện giờ thì chúng ta không nhìn thấy nó. Thầy nói tiếp, nhưng nó vẫn tồn tại. Một ngày nào đó, sẽ có ai đó đánh rơi nó và vết nứt ấy sẽ hiện ra, làm vỡ cái ly của thầy. Đó là số phận của nó. Nhưng nếu cái ly của thầy làm bằng nhựa, thầy giải thích tiếp, thì số phận của nó sẽ khác đi và sẽ không có cái vết nứt vô hình đó. Các con có thể làm rớt nó, gõ nó, thậm chí là đá nó mà nó vẫn không bể. Vì nó không thể bể được nên các con sẽ không còn chú ý đến nó nữa. Nhưng chính vì cái cốc của thầy vốn dĩ dễ vỡ nên các con phải quan tâm đến nó. Tương tự như thế, thầy Ajahn Chah nhấn mạnh, cơ thể của chúng ta đều có sẵn một vết nứt trong đó. Ngày hôm nay chúng ta không nhìn thấy nó, nhưng nó đã tồn tại sẵn trong chúng ta. Đó chính là cái chết trong tương lai của chúng ta. Một ngày nào đó, tai nạn, thiên tai hay tuổi già sẽ đến. Khi đó, vết nứt ấy sẽ xuất hiện và chúng ta sẽ chết. Đó là số phận của tất cả chúng ta. Nếu chúng ta trường sinh mãi mãi, Ajahn Chah kết luận, nếu cuộc đời của chúng ta không bao giờ bị vỡ như cái ly nhựa kia, thì còn gì đáng chú ý đến nó nữa. Chính vì cuộc đời của chúng ta rất mong manh nên nó quý giá, và chính vì tất cả chúng ta đều phải chết nên chúng ta phải quan tâm đến cuộc đời của mình. Cũng như vậy, nếu bạn hiểu rằng mọi mối quan hệ tồn tại trong cuộc sống đều mong manh như cái ly sành kia, bạn càng phải quan tâm đến chúng nhiều hơn. Và chúng ta hạnh phúc khi cuộc đời luôn tồn tại vết nứt vô hình ấy, vì chính nó dạy cho chúng ta biết trân trọng niềm vui trong cuộc sống. Và một khi đã hiểu rằng một ngày nào đó mình sẽ chết đi, chúng ta càng trân quý hơn từng giây phút của cuộc sống. Hai quyển album. Nhiều người trong chúng ta thích dùng những cuốn album hình để lưu giữ những hình ảnh chụp lại thời khắc tươi đẹp, hạnh phúc nhất của đời mình. Đó có thể là một kỳ nghỉ hè trên biển tuyệt đẹp, ảnh tốt nghiệp đầy tự hào bên cha mẹ, hoặc những phút giây lãng mạn trong tiệc cưới. Ngược lại, chúng ta chẳng bao giờ lưu vào album những khoảnh khắc đau khổ trong cuộc sống. Chẳng hạn như khi bị phạt ngồi trong phòng hiệu trưởng lúc thức đêm học bài thi. Những người mà tôi quen biết chưa có ai ghi lại hình ảnh khi họ ra tòa ly dị, khi họ phải nhập viện vì bệnh nặng, hay lúc kẹt xe vào sáng thứ hai. Những hình ảnh đau khổ đó không bao giờ có mặt trong quyển album của chúng ta. Thế nhưng, có một loại album rất đặc biệt mà chúng ta ai ai cũng lưu giữ trong tâm trí. Nó có tên ký ức. Nơi đó, chúng ta lưu lại rất nhiều hình ảnh tiêu cực. Đó có thể là một tích tắc về một khoảnh khắc gây gổ, là một chớp nhoáng hình ảnh của chính ta khi rơi vào thất vọng ê chề, thậm chí là những trường cảnh quay lại, những lần chúng ta bị đối xử tồi tệ. Quá hiếm khi, chúng ta lưu lại trong ký ức của mình những khoảnh khắc hạnh phúc. Thật là vô lý hết sức. Chúng ta cần phải thanh lọc quyển album tâm trí. Hãy xóa bỏ những khoảnh khắc tiêu cực, hãy dứt chúng đi, và thay vào đó bằng những hình ảnh tươi đẹp mà chúng ta vẫn lưu giữ trong quyển album ngoài đời của mình. Để mỗi khi có thời gian rỗi, chúng ta sẽ mỉm cười khi nhớ lại những hình ảnh ấy trong tâm trí của mình. Là tốt hay là xấu, chuyện đó không ai biết chắc được. Chuyện kể rằng ngày xưa có một vị vua nọ đang đi săn thì bị đứt tay. Ngài bèn cho gọi viên ngự y vốn thường đi cùng trong những chuyến đi săn. Ngự y khám và băng bó vết thương cho nhà vua. Xong xuôi, nhà vua hỏi: vết thương sẽ lành chứ? Chuyện đó là tốt hay là xấu, không ai biết chắc được, thưa bệ hạ. Và họ tiếp tục cuộc săn bắn. Khi quay về kinh thành thì vết thương của nhà vua bị nhiễm trùng. Vì thế, ngài lại cho gọi ngự y tới. Ngự y rửa sạch vết thương, cẩn trọng bôi lên đó một ít thuốc mỡ và băng bó lại. Khanh có chắc là vết thương sẽ ổn chứ? Nhà vua e ngại hỏi. Là tốt hay là xấu, chuyện đó không ai biết chắc được, thưa bệ hạ. Viên ngự y cũng đáp y hệt như lần trước, khiến nhà vua lo lắng. Nỗi lo của nhà vua đã quá thành sự thật khi ít ngày sau đó, ngón tay của ngài bị nhiễm trùng nặng đến nỗi viên ngự y phải cắt bỏ nó đi. Quá nổi giận vì sự bất tài của ngự y, đích thân nhà vua đã tống giam ông ta vào ngục tối. Này tên ngự y kia, giờ đây ở trong ngục tối, ngươi cảm thấy thế nào? Ở trong ngục là tốt hay là xấu, chuyện đó không ai biết chắc được, thưa bệ hạ. Viên ngự y bình thản đáp. Đúng là một kẻ vừa điên loạn vừa bất tài. Nhà vua thốt lên rồi bỏ đi. Vài tuần sau, khi vết thương đã lành, thì nhà vua lại tiếp tục đi săn. Mãi đuổi theo một con thú, ngài bỏ xa đoàn tùy tùng và bị lạc trong rừng sâu. Giữa lúc lang thang trong rừng, ngài bị một nhóm người bản địa bắt giữ. Hôm đó là ngày tế thần rừng và họ đã tìm thấy vật tế của mình. Nhà vua bị nhóm người bản địa treo lên một cành cây to, trong khi gã thầy tu của họ bắt đầu ca hát, nhảy múa. Còn cả đám thì mà giao tế thần. Gã thầy tu cầm lấy con dao sáng loáng và chuẩn bị cắt cổ nhà vua, thì chợt thét lớn: "Dừng lại! Người này chỉ có 9 ngón tay, nên không phải là vật tế thần hoàn hảo. Thả ông ta ra." Vài hôm sau, nhà vua tìm được đường về kinh thành và đi thẳng đến ngục tối để cảm ơn viên ngự y nọ. Ta cứ nghĩ Khanh là kẻ ngốc khi luôn miệng bảo rằng là tốt hay là xấu, chuyện đó không ai biết chắc được. Giờ thì ta đã nhận ra rằng Khanh nói đúng. Việc ta mất một ngón tay có thể là điều tốt, vì nó giúp ta giữ được tính mình. Ta thật tệ khi giam Khanh trong ngục tối. Tha lỗi cho ta. Thưa bệ hạ, sao ngài lại nói thế ạ? Nếu bệ hạ không giam thần vào ngục tối, thì hẳn thần đã tham gia chuyến đi săn ấy, và có lẽ đã bị bắt chung với bệ hạ rồi. Mà thần thì có đủ 10 ngón tay. Thế đây, là tốt hay là xấu, chuyện đó không ai biết chắc được. Mà đã không biết chắc thì làm sao có thể nói bừa được. Vấn đề là dẫu mọi việc không theo đúng kế hoạch mong muốn, dẫu cho kết quả trước mắt có bất nên hay không nên. Một lần nọ, khi tôi chấm dứt bài giảng ở Oslo, Na Uy, thì có một phụ nữ trẻ mà tôi chưa gặp bao giờ đã hỏi tôi một câu, đại ý rằng chúng ta làm thế nào mà quyết định được những việc quan trọng trong đời mình. Để mọi người có thể dễ hình dung, tôi quyết định trả lời thông qua một tình huống cụ thể. Chúng ta hãy giả sử một người đang quyết định xem mình có nên lấy người bạn trai của mình hay không. Cô gái tội nghiệp đỏ mặt vì ngượng ngùng, hai tay ôm đầu và bối rối quay sang người bạn trai đang ngồi bên cạnh. Các khán giả trong phòng được bột khoen cười ồ lên. Sau khi ngỏ lời xin lỗi, tôi đã chỉ cho mọi người biết một phương pháp cổ xưa giúp ta quyết định sự việc trong cuộc sống với một ý nghĩa hoàn toàn mới. Đó là tung đồng xu, sắp lấy, ngửa không lấy. Tuy nhiên, đừng vội vàng ra quyết định theo đúng kết quả đó, mà bạn hãy lắng nghe tiếng nói bên trong mình. Giả sử bạn là cô gái trong câu chuyện trên, nếu kết quả là sắp, tức là bạn lấy anh ta, thì liệu bạn có reo lên và mỉm cười vui sướng không? Hay bạn chỉ lẩm bẩm: chắc mình phải thử lại 2-3 lần coi sao, kèm theo cái cau mày thất vọng. Mới gần đây, tôi được nghe về một ý nghĩa khác của phương pháp cổ điển này. Đó là chúng ta phải lắng nghe phản ứng cảm xúc của mình trước kết quả tung đồng xu. Từ tình huống cụ thể này, tôi muốn khuyên các bạn rằng trong cuộc sống, các bạn nên chú ý vào những phản ứng cảm xúc của chính bạn, bởi vì chúng sẽ nói cho bạn biết rõ nhất điều bạn thật sự muốn làm. Và cho dẫu có là gì đi nữa, thì hãy cứ làm theo đúng như thế. Hãy hỏi chú chó của bạn. Chúng ta ai cũng yêu quý con vật mình nuôi. Chính vì thế mà một trong những quyết định khó khăn nhất mà người chủ vật nuôi sớm muộn gì cũng phải đối mặt, đó là liệu bạn có cho phép bác sĩ thú y kết thúc số phận của con vật đang bị ốm nặng hay không. Theo một góc nhìn nào đó, việc cho phép một người xa lạ giết chết con vật mà bạn yêu thương là một việc nghe có vẻ nhẫn tâm, và đối với các Phật tử thì điều này càng không thể chấp nhận được, vì nó vi phạm đến chuẩn mực đạo đức cốt lõi. Tuy vậy, nếu ta nhất định không cho con vật thoát khỏi sự đau đớn